luôn. 11, 12. Này còn lẻ lẻ nha mấy chị nào có size lên chốt lên sale 60 70 luôn á, quần đẹp lắm luôn, quần sọc. 4 5 7 8 11 12, chị nào có size cứ lên chốt cho em, đẹp quá trời đẹp luôn. Mã nhện nha, mã nhện. Rồi qua mẫu. Bốn năm bảy, em coi cái khủng long nào còn size 11 không, khủng long. Rồi qua mẫu mấy chị đẹp ơi, để chị xíu nha Thảo, để chị coi khủng long còn size 11 không cho em. Rồi Trang Phạm mã nhện 8 luôn, ok em luôn, mà 60.000 bộ đẹp quá trời. Hôm nay sale cho mấy chị có 60 70, chị nào có size thì cứ lên chốt. Rồi 60 cho Trang luôn nè. Rồi 11, 12, bộ nhện này có 11 nè. Thảo ơi em lấy ủng cái gì cưng. Bộ này có 11 nè. Chế nào có sai cứ lên chốt đi. Cái nào còn lẻ lẻ là em sale cho mấy chị nè. Ủa sale 70 lần đó. 60, sale 8. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Mấy chế thích mẫu nào cứ comment lên cho em nha mấy chế đẹp. Mấy chế đẹp nào mà thích mẫu nào cứ comment lên cho em đi. Rồi đẹp lắm luôn. Rồi lên tiếp nè mấy chị ơi. Rồi bộ đeo cặp khủng long. Khủng long đeo cặp nè, là cha Phương Thảo ơi. Bây giờ em còn 4 năm mà mấy chị ơi. Khủng long đeo cặp nha. Nhí sale 65, đại sale 79, nhí còn 4 năm, đại 11, 12, 14. Rồi khủng long cho em luôn. Trời bộ đẹp lắm luôn á này. Bộ đẹp quá à. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em nha. Khủng long đeo cặp nè Thảo ơi, có 11 nha. Có 11, chốt em 11. Ok cưng. 79.000, bây giờ còn size đại là size 12, size 14 tới 40kg luôn. Em sale 79 trên like. Nhí sale 65, đại sale 79, 11 cho Phương Thảo luôn đi. Hơn lúc còn bộ 11 cho Thảo. Rồi chế nào lấy bộ đeo cặp nhanh tay lên chốt cho em nha mấy chị. Qua mẫu. Nhí còn 4 năm, nhí em còn 4 năm. Để lên bộ nào có size 11 cho Thảo. Bộ đeo cặp. Rồi qua mẫu mấy chị đẹp ơi, qua mẫu nha. Rất là đẹp luôn. Rồi lên thêm bộ 3D này nữa nè mấy chị. Nè, của Hương Thảo nè, size 11. Rồi lên tiếp mấy chị nè. Rồi bây giờ em còn 4 với 7 rồi mấy chị ơi, bộ siêu nhân nha, siêu anh hùng. Siêu anh hùng 4747 đẹp lắm luôn, siêu anh hùng mã xanh 60.000, 4 với 7. Chị nào lấy lên chốt cho em đi. Mã này còn 2 bộ à, size 4, size 7, 60. Size 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, sale 70 luôn. 9, 10, 11, 12, bộ này có 11 nè Thảo ơi, 11 nè Thảo, lên chốt đi cưng, sale có 70.000 à. Rồi, chế nào lấy lên chốt em siêu anh hùng nha, bộ siêu anh hùng mã xanh. Mã xanh siêu anh hùng qua mẫu. Mã xanh siêu anh hùng kèm size. Đẹp lắm đó chị. Em lên được. Rồi lên tiếp khủng long sát nách cho mấy chị luôn. 5, 6, 7. Mấy chị hết size đại rồi. 5, 6, 7 sát nách sale 60 luôn. 5, 6, 7. Em lên lẹ cho mấy chị nha, cho nó mấy chị chốt cho nó dễ. 567, 567, 60.000, 567, 60.000 cho em luôn. Khủng long. Chị nào có size lên chốt nha. 567, 60.000. Đẹp lắm luôn. Rồi 6 cho Lê Hiền luôn, 60 cho Lê Hiền. Rồi chị nào lấy lên chốt cho em nè mấy chị ơi, 56 nha. Khủng long còn 56. Khủng long còn 56. Đẹp lắm luôn. Rồi 5 cho Trang Phạm. 5 khủng long luôn. Ờ 5 khủng long luôn. 6
chục luôn. Duy nhất một bộ size 7. Rồi khủng long còn bộ size 7, chị nào đẹp, chị đẹp nào lấy lên lên chốt luôn gì đi mấy chị đẹp. Gấm gì đó, gấm dương đó. Gấm dương, gấm dương chắc lấy gần 10 bộ ra rồi quá à. Gấm dương nãy không? Gặp gấm dương chục bộ chưa? Chưa tới đâu. Nãy gấm dương hỏi đâu nhớ đâu. Rồi giờ lên tiếp lên mấy chị nè nha. Mấy chị ơi, Batman, trời bộ ngầu quá luôn. Batman, Batman 3D sắc nách nè, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 size đại còn 10 với 13, size 70, size nhí size 60 luôn. Rồi chế nào lấy mã này lên chốt cho em mã vàng nha. Mã vàng 4, 5, 7, 8 mã vàng kèm size 4, 5, 7, 4, 5, 6 chứ quên 4, 5, 6, 7, 8 60, 60. Size đại em còn size 10 với size 13, em sale 70 luôn. Chị nào lấy lên chốt 10 với 13, 70 luôn. Ai lấy mã này lên chốt em nha. Mã vàng qua mẫu. Mã vàng kèm size, mã vàng kèm size. Trời ơi đẹp lắm đấy chị ơi. Rồi cá mập. Cá mập 3D luôn, đẹp quá mấy chị ơi. Bộ cá mập cam 4, 5, 10, 12, 60, 70 luôn. 4, 5 nhí còn 4, 5 nha mấy chị ơi. Đại còn 10 với 12, size đại còn size 10, size 12. Ai lấy chốt em mã cam cá mập nha mấy chị. Ai lấy chốt cá mập đi. Đẹp quá. Cá mập kèm size 4, 5, 10, 12, 4. Rồi lên thêm một mẫu nữa mấy chị ơi, đẹp lắm luôn nha. Robot, ai lấy mã này lên trước em. Mã robot xanh dạ quang nè. Robot xanh dạ quang 4, 5, 6, 7, 9, 10. Size đại còn size 9, size 10. Ai lấy lên trước cho em, đẹp quá à. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Cực kỳ đẹp luôn. 60, 70. 60, 70. Chị nào lấy lên trước nè. 60, 70. Cưng quá. 60, 70 nha. Chị nào lấy lên chốt cho em cái mã này đi. Mã robot. Robot dạ quang nè. Rồi qua mẫu mấy chị đẹp ơi. Ôi đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi bộ người máy nha. 47, 47. Người máy còn 2 bộ à. Một bộ size 4, một bộ size 7. Sale 60 luôn. Rồi size 4, size 7 người máy. Ai lấy lên chốt em mấy chị. 3D quần sọc đẹp lắm luôn. 47, 47, 60 ngàn. Cả nhà ơi, cưng quá cả nhà ơi. Rồi 47, 47. Ai có size lên chốt 60 ngàn luôn. Đẹp lắm mấy chị đẹp. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Qua mẫu nha. 47, 60 ngàn. Rồi lên tiếp cái mã này cho mấy chị nè. Đẹp lắm luôn, lên thêm một mẫu này nữa nè. Rồi xe hơi xanh dạ xanh này đẹp quá mấy chị ơi, xe hơi xanh ngọc. 4 5 6 8 60 luôn. Sale 60 luôn, 4 5 6 8 nha. Chị nào lấy chốt em mã xe đi đi, đẹp lắm luôn, còn có mấy bộ à. 4 5 6 8 60.000 bộ 3D, đẹp lắm luôn mấy chị. 4 5 6 8. Ai có size lên chốt cho em. Rồi qua mẫu. Bộ dài 16kg đi gây Lê Hiền. Rồi đợi chị xíu Lê Hiền, đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em lên cái bộ này nè mấy chị ơi. Size 3 nè, size 25 ngàn nè. Chị nào lấy size 3 lên chốt đi, 25 ngàn. Size 3 25 ngàn, trời ơi đẹp lắm. Rồi chế nào có size 3 lên chốt bộ này cho em đi. Size 25 ngàn nha. Size 3, size 3 bộ người sắt. Size 3. Ai có size 3 lên chốt 8kg tới 11kg, 25 ngàn. Rồi bộ đẹp lắm mấy chị. Rồi chế nào lấy lên chốt em size 3 25 ngàn nha. Size 3. Còn 2 bộ size 3 nè. Sale 25 ngàn luôn. Ôi đẹp lắm mấy chị ơi. 25 ngàn, 25 ngàn mấy chị đẹp ơi. Ai có size 3 nè. Hai chị size 3 chắc mua vô rồi ra quá. Hai chị có size 3 đẹp lắm luôn á. Lê gắn với lại đào á. 25 ngàn nha mấy chị. Size 3 nha. Chị nào có size 3 lên chốt. Hơi dài 16kg. Rồi, size dài 16kg đẹp lắm luôn.
Rồi sale 50.000 luôn rồi, xong rồi. Rồi sale 50.000 luôn nè Hiền ơi. Cái này lẻ size sale rẻ nha. 50.000 luôn, bộ dài cho bé nha, 50.000. Ai lấy bộ dài comment lên cho em nha. Đẹp lắm luôn, size nhỏ em sale rẻ cho mấy chị. Rồi 50 luôn. Lấy chốt nha Hiền. Bộ này là 70 không à. Mấy cái mẫu này là 70 á, tụi còn có một bộ à, sale 50. Rồi 50, chị nào lấy lên chốt em bộ nhện nha. Bộ nhện hàng Boris, đẹp lắm luôn mấy chị, Boris xuất á nha. 50, hay còn lẻ bên sale rẻ cho mấy chị. Rồi size 7 50 luôn, size 7 sale 50 luôn. Chị nào có size 7 lên chốt cho em nha. 50.000, size 7. Rất là đẹp luôn. Cưng quá trời cưng luôn. Ê bên tay dài cái hàng đó còn không? Size 7 á. Cái size 6 á còn. 16kg của Lê Hiền á, tay dài. Rồi qua mẫu nha mấy chị đẹp ơi, ai lấy bô rip là lên chốt cho em nha. Rất là đẹp luôn á mấy chị ơi. Rồi em qua mẫu nha mấy chị đẹp, qua mẫu nha. Rồi lên tiếp cái bộ này cho mấy chị nè. Ôi cưng quá luôn. Rồi xe ơi mấy chị ơi, 60 luôn, 60, 70, 4, 5, 7, 8. 4, 5, 7, 8, 60 ngàn, nhanh tay lên mấy chị đẹp ơi. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 9, 10, 12, trời ơi đẹp quá trời luôn. 70 ngàn, 9, 10, 12, 4, 5, 7, 8, chế nào lấy lên chốt cho em. 4, 5, 7, 8, đẹp lắm luôn. Rồi sale cho mấy chị. 60, 4, 5, 7, 8, 60, 9, 12, 13, 70, Yến Linh size 3, xanh ngọc, ok con em luôn, xanh ngọc size 3. Cho em 25 ngàn đi. Đẹp quá. Em qua Yến Linh á, chốt hàng có trả lời gì không? Yến Linh hôm qua. Yến Linh nào? Yến Minh á, Yến Minh á. À, thì có lấy chừng nào lên like nó coi tiếp chứ có hai bộ à. À nhưng mà ý là hỏi có trả lời không, ta hỏi mình trả lời không, câu không hỏi của ta. Hỏi là Yến Minh nó có còn coi công chưa? Năm không? À vậy thôi. Nếu mà tưởng là không có trả lời thì xả ra để cho những người mình bán cho người khác chứ không có để. Rồi qua mẫu mấy chị. À, Yến Linh ơi còn bộ size 3 nè, có lấy luôn không? 25.000 luôn, hốt đi cưng. Size 3 chị còn bộ nè, bộ người sắt này đẹp lắm luôn á. Size 3 nha, 25.000 còn bộ lấy chốt. Rồi bây giờ em lên cái bộ này sale cho mấy chị hôm nay, sale 65.000 luôn, đẹp lắm luôn nè. Là lên cho gì nè, Lê Hiền ơi. Rồi em sale 65-75 nha mấy chị, 65-75 luôn nha. Bộ 3, bộ này là 3D, tay dài, phối, đẹp lắm luôn nha, đỉnh luôn á mấy chị. Bây giờ em còn 456 sale 75.000. Đẹp lắm luôn. Bộ này em đang bán 90/100 nha, 90/100 size đại 100 á, size nhỏ 90. Rồi chế nào có size lên chốt cho em đi, 456 nha. Sale cho mấy chị 75.000. Size đại sale 85. 456. Ai có size lên chốt bộ 3D tay dài nè, nào đẹp lắm luôn nè Lê Hiền. Bộ này là siêu đỉnh luôn á. Bộ này đẹp lắm luôn. Mấy chị ơi, em sale mấy chị còn có mấy bộ em sale 75 nha. Bộ này đang bán là 90 á, size đại là 100. Chị nào hôm nay mà có size lên chốt đi, sale 675.000 luôn, size 6 cho Lê Hiền nè. 75.000. Rồi bây giờ nhí em còn 45 mấy chị ơi, nhí còn 45 nha. Size đại, ai lấy size đại lên chốt mấy chị. Size đại bè 85.000 luôn. Rồi sale cho Hiền nè. 75.000. Đẹp quá. Ai lấy bộ phối lên chốt mấy chị đẹp, bộ đẹp lắm. Bộ này là phải quá đỉnh luôn rồi. Quá đỉnh luôn nè. Lên thêm một mẫu này nữa.
Chế nào lấy size đại lên chốt cho em nha mấy chị. Chị nào lấy size đại lên chốt, tự giờ hết rồi. Còn 4, 5, 6 không à. Còn mẫu bô rip hay cô tâm không cô? Bô rip hay cô tâm của Hải Đăng lấy size 8 đúng không? Đợi xíu thôi. Ê cái bộ, ê cô tâm còn bộ size 8 không? Lên lấy size cho Hải Đăng. Cô tâm một cái size. Cái giấy này rồi. Tôi quăng đi chổng rồi mà. Có không? Không. Không có à? Đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn mấy chị. Của Lê Hiền. Của Lê Hiền á. Để đây ghi. Ủa nhớ ghi mới vừa ghi thì 75.000. Mới vừa ghi thức thì cái tờ giấy. Nhà cô Tâm còn bò. Đẹp lắm luôn. Đợi xíu đi cưng, đợi xíu đi. Hãy đăng chị lên mẫu nào còn lên cho em luôn. Rồi 75.000 cho Lê Hiền luôn nè. Tay 6. Đây. Kìa kìa bỏ vô đi. Rồi lên thêm một bộ khủng long nữa mấy chị ơi. 4, 5, 6 nha. 4, 5, 6 nè. Hiền có lấy luôn không? Đẹp lắm luôn. 4, 5, 6 sale 75.000 cho mấy chị luôn. Đẹp lắm luôn. Bộ tay phối là đỉnh luôn nha mấy chị. Size đại sale 85. Chị nào lấy lên chốt cho em nha. Chị nào lấy lên chốt cho em 75, 85 luôn. 75, 85. Bây giờ nhí em còn 4, 5, 6 à. Đào Trang đồ của em gửi chưa chị? Đào Trang. Đào Trang ở đây phải không? Trang ơi có lấy thêm không Trang? Chút nữa mới đi á cưng. Trang có lấy thêm không? Lấy thêm đi rồi chị lên rồi chị để lại cho. Chút xíu nữa là super lại á. Rồi 4, 5, 6 nè. Hiền ơi có hốt bộ này luôn không Hiền? Size đại 85.000, size nhí 75.000 luôn. Có lấy thêm không Trang? Lấy thêm thì chị để. Còn mà không lấy thêm thì đi. Nha, lấy thêm cái gì nữa không? Comment lên cho chị luôn đi. Rồi qua mẫu. Rồi bây giờ lên bộ cô tông này mấy chị. Hàng cô tông hiệu nè nha. Cái này là cô tông hiệu nè, đẹp lắm luôn á. Hải Đăng có lấy không? Xe game 60 luôn. Hàng cô tông hiệu 60.000. Còn bộ size 8. Đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi bộ người sắt cô tông hiệu. Lấy chốt luôn đi cưng, đẹp lắm. Size 8, size 8, 60.000 luôn. Lấy chốt nha cưng. 60.000 giá sale nha. 60.000 giá sale. Rồi lấy chốt nha cô Tông. Đẹp lắm luôn. Người sắt size 8 rồi sale cho Hải Đăng 60 luôn. Đẹp lắm. Cái nào còn lẻ lẻ em sale rẻ cho mấy chế. Rồi lẻ lẻ. Cô Tông là hết rồi cô Tông. Ừ. Em cô Tông là hết sạch luôn. Rất là đẹp luôn. Đào Trang chị lên đồ có mẫu nào đẹp em lấy thêm. Đào Trang. À em lấy cái bộ đeo cặp chưa? Lấy bộ đeo cặp chưa? Comment size lên cho chị luôn đi nha. Nãy giờ lên qua lên hết rồi. Comment đi rồi lên. Comment lên chị lên luôn cho Đào Trang chốt luôn. Đào Trang ơi đẹp lắm luôn. Rồi qua mẫu em mấy chị đẹp ơi. Qua mẫu qua mẫu. Còn bộ dài thì size 3, 35.000 nè. Ai lấy lên chốt cho em đi mấy chị. Bộ dài nha, size 3, 35.000 còn bộ à. Size 3, 35.000. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em đi mấy chị đẹp ơi. 35.000 bộ dài size 3 nè. Ai có size 3 lên chốt em đi 35.000. Rất là đẹp luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Qua mẫu, qua mẫu. Rồi lên tiếp cho mấy chị đẹp lắm luôn mấy chị ơi, này lẻ lẻ sao rẻ lắm mấy chị. Rồi mã này size 9, size 13 mấy chị. Rồi size 13, size 13 ai lấy lên chốt cho em đẹp lắm luôn. Size 13 sale 69.000, 33 tới 36 kg. 33 tới 36 kg 69.000 đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em mấy chị. Đẹp quá trời luôn, 69.000 nha size 13. Bộ nhện. Còn bộ. Rồi chế nào lấy lên chốt em đi 69.000 size 13 mã nhện. Ai lấy bộ 3D size đại này lên chốt cho em đi mấy chị. Trời nó đẹp lắm luôn cái hàng này. Hàng này nó đẹp lắm. Rồi 69.000 nha. Cái này em lên lẻ lẻ cho mấy chị đẹp lắm luôn. Rồi size 12. Size 12 69.000 luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em luôn. Mã người nhện size 12, chị nào có size đại lên chốt cho em 69.000.
Rồi ai lấy lên chốt em nha mấy chị. 69.000 Trang ơi sắm comment size lên đi cưng. Em lấy size mấy để chị lên luôn cho em đi. Đẹp lắm luôn, cái bộ đeo cặp đó đẹp lắm. Lấy thêm thì comment size đi, chị đâu có nhớ nổi đâu. Không có nhớ, thật sự không có nhớ đâu. Ai muốn lấy thêm gì cứ comment lên cho em size đi. Size mấy comment lên cho em. Rất là đẹp luôn. Rồi qua mẫu đi chị ơi, qua mẫu, qua mẫu. USA còn size 10 không con? USA. Rồi giờ lên tiếp cho mấy chị đẹp nha. Lên tiếp cho mấy chị đẹp nè. Không hết rồi, 9, 11. Còn 11 à, lấy không em? Còn 11 à, hết 10 rồi. Còn 11 à. Rồi giờ lên tiếp cho mấy chị nè. 65, 75 luôn. Em lên bóng rổ, ai lấy lên chốt cho em 65-75 mã cam. Mã cam số 23 hàng bóng rổ đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 65-75 nha. Em đọc sai cho mấy chị. 45-6-7-8 65.000 9-10-11-12-13-14 nha. 75 size 11 cho Đào Trang luôn đi. Đẹp quá. USA. Rồi xe cho Đào Trang 75.000 luôn nha em gái. 65-75. Rồi chị nào lấy lên chốt cho em nè. 9, 10, 11, 12, 13, 14 sale 75 nha. Size nhỏ em sale cho mấy chị 65 bóng rổ luôn á. Bóng rổ. Rồi lên hàng bóng rổ nha mấy chế đẹp nè. Rồi bóng rổ kèm size mấy chị nha. Bóng rổ kèm size cho em luôn mấy chị ơi. Trời ơi nó đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Em lấy là tiếc lắm luôn. Rồi lên bóng rổ tiếp nha cả nhà. Bao rồi. Có giấy cẩm luôn. Rồi bên bộ đi oi xanh lá mấy chị. Bóng rổ, bóng rổ nha. Xanh lá, bóng rổ, đi oi 4578 4578 65.000 9, 11, 12, 13 75 65, 75 nha mấy chị. Chị nào lấy lên hốt cho em đi 65, 75 mã đi oi nha. Em đang lên mẫu bóng rổ. Đẹp quá mấy chị. Mẫu bóng rổ, bóng rổ kèm size cho em luôn. Bóng rổ kèm size 65-75 luôn. Trời ơi cái bộ này đẹp lắm luôn. Rồi qua mẫu 65-75 bóng rổ. Rồi USA 4578 mã USA. Size đại còn 12-13-14 12-13-14 sale 75 dí 65 luôn. Rồi bộ đẹp lắm luôn nha. Ai lấy hàng bóng rổ nhanh tay chốt nha mấy chị đẹp ơi. Bóng rổ USA kèm size 4578 đúng rồi. Rồi qua mẫu 4578 trời đẹp lắm. Rồi lên bộ này đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi lên tiếp bộ này cho mấy chị nè, đẹp lắm luôn nha. Xe cho mấy chị 70.000 luôn. Siêu anh hùng. Siêu anh hùng size 12. Chị nào có size 12 lên chốt cho em đi. Đẹp lắm luôn. Từ 30 tới 32 kg nha mấy chị. 33 kg cũng ok luôn á. Rồi size đại, size đại 70.000 luôn. Ai lấy lên chốt cho em nha. Mã này sale 70 cho mấy chị đẹp luôn. Bộ đẹp lắm luôn. Size 12 siêu đỉnh luôn. Size 12 mã đỏ siêu anh hùng. Rồi 70 là 70.000 luôn. Ừ đúng rồi, size 70. 70 luôn mấy chị đẹp ơi, chị nào có size lên chốt nè. Trời ơi bộ này đẹp lắm, đẹp đẹp không à. Rồi size 12 mã khổng lồ 70 luôn nha mấy chị nha. Bộ này 90 luôn á mấy chị nha, bộ này 90 luôn á. Rồi size 70 luôn, khổng lồ. Khổng lồ size 12. Chế nào có size đại lên chốt cho em đi. Size 70 luôn. Qua mẫu. Size 12 70.000.
Rồi lên tiếp cho mấy chị nha, đẹp lắm, mấy bộ này đẹp đẹp quá. Rồi 4567, 4568 chứ 4568 65.000 luôn. Rồi chế nào lấy mã này lên chốt cho em mã vàng nha. Bộ nai vàng 4568. Trời bộ đẹp quá mấy chị. Rồi 4568 9 11 12 13 14. Trời ơi, ai lấy lên chốt cho em mấy chị đẹp ơi, 6575 luôn nha, 6575 luôn. Rồi chế nào lấy lên chốt đi, 6575 qua mẫu. 6575, chị nào lấy lên chốt cho em nè, đẹp quá trời luôn. 6575. Mã mã vàng cho em luôn mấy chị ơi, mã vàng. Rồi chính cho VV luôn à. Chính cho VV luôn, 75.000 bấm rổ. Vàng à? Ừ. Sáu lăm bảy lăm mấy chị ơi, nhanh tay lên chốt cho em nha. Lên tiếp cho bộ LV đẹp lắm luôn. Cái bộ phối này cũng đẹp lắm, bộ phối này có chính của VV luôn nè, VV lấy luôn đi cưng, đẹp lắm. Rồi cái bộ phối này em còn 57. Phối phối Holiter nha. Phối Holiter 57 57 9 10 12, 57 9 10 12, 6575 mã phối. Ai lấy mã này lên chốt cho em mã phối 57 9 10 12, đẹp lắm luôn. Nhanh tay lên nha mấy chị đẹp ơi, bộ phối này có chính của VV nè VV. 57 9 10 12. Có 10 của Đào Trang nè. Đào Trang lấy phối chưa? Đào Trang chắc nghi lấy rồi quá. Đào Trang lấy 10 chưa? Đẹp lắm luôn. Phối phối, phối có 10 nè. Trang ơi hốt luôn đi Trang. Đẹp quá trời đẹp luôn nè. Rồi say à. Mấy bộ này đẹp lắm mấy chị. Mấy bộ này đẹp lắm luôn á. 5, 7, 9, 10. Rồi 10 cho Đào Trang luôn nè. 9 cho VV luôn. 9, 10 phối. 9, 10 phối. Còn bộ 12 để dành cho Huệ Quỳnh quá. 12, Huệ Quỳnh lấy 12. 6575 mấy chị đẹp ơi, 6575 mấy chị ơi, kiếm bộ nữa cũng không có nữa đâu. Rồi đợi em xíu nha. Bộ này đẹp. 9 10. Đó bộ nãy tao bấm giấy rồi á, tự nhiên mày không thấy thôi á. Bấm giấy rồi không nè. Đợi em xíu nha cả nhà. Rồi Đào Trang nè, 10 cho Đào Trang, 9 của VV rồi đúng không? Ừ. Rồi lấy 10 của Đào Trang, 75.000 cho Đào Trang luôn đi. Đẹp lắm. Đào Trang sẵn coi like nè, hốt luôn đi để hết nó đẹp. Rồi 5712 mấy chị ơi, 5712 mã phối nha. 5712 mã phối qua mẫu. Đẹp lắm. Rồi lên thêm cái bộ LV nữa nè mấy chị đẹp ơi, LV, LV. Rồi 5858 bộ LV xanh nha, 10 11 13 14 bộ LV xanh. Rồi chế nào lấy lên chốt nè, 58 10 11 13 14. 6575 luôn nha, 6575 bộ xanh LV. Xanh LV đẹp lắm luôn nè, Trang có lấy không? Có 10 của Trang nè, Trang ơi có 10 nha, qua mẫu mấy chị ơi. Chị nào có size lên chốt, có 10. Hot 9 bộ đẹp. Hot 9 có 10. Rồi đá xanh mấy chị ơi. 4 5 6 7 8 luôn, 65 xe đại 10 11 12 13 14, 75 luôn. Rồi chị nào lấy mã này lên chốt em nha, đá xanh, mã xanh đi, mã xanh biển nè, đá xanh biển đẹp lắm luôn. 65 75 xanh biển mấy chế đẹp ơi, 10 11 12 13 14 xe 75 luôn á mấy chế. Trời ơi đẹp quá trời luôn, chế nào lấy lên chốt cho em đi, đẹp quá à. Có 10 không có 9. Rồi qua mẫu mấy chú đẹp ơi.
này có chính của gì nè, của Vy nè, đẹp quá trời. Rồi sắp lắp 3D xe hơi mấy chị ơi, 4, 5, 7, 8, 60, 9, 10, 12, 70 luôn. Ai lấy 3D lên chốt cho em. 60, 70, 60, 70 mã xe hơi. Đẹp quá trời luôn nha. Nhanh tay lên nha mấy chị đẹp ơi, 60, 70 luôn xe hơi cho em luôn. Chị nào có size lên chốt, xe hơi kèm size. Xe hơi kèm size, trời bộ đẹp quá. Rồi cái mã đen đẹp quá mấy chị ơi, cái mã suốt gen đen lắm luôn, đẹp lắm luôn nè. 5, 6, 7, 60 ngàn luôn. 12, 13, 70 ngàn luôn. Ai có size lên chốt cho em mã đen nha. Mã đen kèm size 3D xịn sò luôn. 12, 13, sale 70, sale đại nha mấy chị. Sale nhí em còn 5, 6, 7, 60. 5, 6, 7, 60. Ai có size lên chốt 5, 6, 7, 60 ngàn. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Trời ơi đẹp lắm luôn. Rồi size cho mấy chị 75 ngàn luôn nha. Size nhỏ em còn size 4 với size 6. Size 4, size 6. Sale 75, size đại sale 85. Rồi chị nào lấy bộ 3D tay phối lên chốt em. Bộ này là đỉnh luôn mấy chị ơi. Bộ này là đỉnh luôn nha cả nhà ơi. 4, 6, 75 ngàn size đại là em sale 75, 85 ngàn. Chị nào lấy lên chốt đi. Bộ Pokemon Lê Hiền size 6 ok em luôn. 4 còn bộ size 4 mấy chị ơi, 10kg cho tới 13kg nha. Size 4 10kg tới 13kg. Rồi chế nào lấy size đại lên chốt cho em luôn. Bộ này đẹp lắm. Sale cho mấy chị 85 size đại nha. Size đại tới 100 ngàn luôn á. Size đại bộ này 100 ngàn rồi. Tay nhỏ là đã 90 rồi. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Qua mẫu. Đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em lên cái mấy chị, lên cái bộ này đẹp lắm luôn nè mấy chị nha. Quệ Quỳnh bữa giờ mới khui bịch đồ, bộ quần 3D sọt đẹp quá cô. Đơn con còn giữ, con mua thêm nha cô. Rồi ok con nè, đẹp lắm luôn. Con mua thêm đi, giờ con rất là đẹp luôn nè mấy chị. Nhanh tay lên chốt cho em nha cả nhà ơi. Xe cho mấy chị 50 ngàn luôn nè. 50 ngàn luôn, chị nào lấy lên chốt còn có mấy bộ. Xe 50 ngàn nha. Đẹp lắm luôn, bộ đẹp lắm luôn mấy chị. Đồng giá luôn cho mấy chị đi. 3, 5. Rồi 3, 5, 11, 13 em sale 50 luôn. Ai có size lên chốt. Em lên bộ tay dài nha mấy chị. Bộ tay dài đẹp lắm luôn. 3, 5, 11, 13 sale 50 ngàn. Rồi cô tông, hàng cô tông dài cho bé. Chị nào lấy lên chốt cho em nha. 3, 5, 11, 13 sale 50 ngàn. Đồng giá cho mấy chị luôn nha. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em 3, 5, 11, 13 sale cho mấy chị 50 ngàn luôn. Ai có size lên chốt. Đẹp quá trời đẹp. Năm mươi ngàn luôn. 7, 9, 12, 13 50 ngàn luôn. Ai lấy lên chốt cho em nè. Mã vàng 7, 9, 12, 13 sale 50 luôn. Chị nào có sai thì cứ lên chốt nha mấy chị. Ôi đẹp lắm luôn á. Em sale cho mấy chị luôn, cho nó hết luôn. Rồi size 7, size 9, size 12, size 13. Rồi 50 ngàn luôn. 3D ấy quên thoa cô tông. Xuất sắc lắm luôn nha. Cô tông thể thao. Ai có size lên chốt cho em 50 ngàn luôn. 50 ngàn. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị đẹp ơi. Rồi chị nào lấy lên chốt cho em nha. Này còn lẻ lẻ em sale rẻ cho mấy chị luôn á. 50 ngàn. Rồi 4, 5, 7 mã trắng vua ma. 4, 5, 7 đẹp quá trời luôn. Ê cái bộ cao đó, cái bộ đeo cặp đó có size 10 không? Lên cho Đào Trang bộ đeo cặp còn size 10. Rồi nhanh tay lên mấy chị ơi. 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14
Rồi chế nào lấy lên chốt cho em nha. 6575 luôn. 6575 mã đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 6575. Trời ơi đẹp lắm. 6575 mã trắng. Mã trắng bu ma cho em luôn. Đẹp quá mấy chị đẹp. Mã trắng bu ma luôn. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị đẹp ơi. Chị nào lấy lên chốt cho em đi giờ. Em lên quần sale cho mấy chị 50 nha. Quần sale 50 mấy chị đẹp ơi. Rồi chị nào lấy lên chốt cho em nè. Quần sale 50 ngàn. Quần thun da cá nha. Thể thao 50 ngàn luôn. Đẹp lắm luôn. Đào Trang ơi, để chị lên cái bộ này có size 10 cho em nè. Em lấy chốt nha. Có size 10 đâu còn. Còn mỗi là size 10. Để chị lên nha. Đẹp lắm luôn á. Lên chốt bộ đeo cặp đi được. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị ơi. Sale 50 luôn. Ai lấy thun da cá lên chốt cho em nè mấy chị. Thun da cá. Quần thun da cá. Sale 50. Đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn. Ai lấy comment màu cho em luôn. 50 ngàn. 50 ngàn. Quần này em đang bán 60 á nha. Mấy chị sale trên like cho mấy chị 50 luôn. Ủa, quần này đẹp lắm. Phối với cái áo lẻ mặc sướng luôn nha. Phối với áo lẻ mặc đẹp lắm. Rồi cái mẫu này có size của Đào Trang nè. Đào Trang ơi đẹp đẹp lắm luôn nè. 4, 5, 7, 10, 11, 12. Đẹp quá trời luôn Trang ơi. Bộ đeo cặp cho bé nha. Ôi cưng chưa Batman. Bộ đeo cặp. Bộ đeo cặp. Chị nào lấy lên chốt 6579. 4, 5, 7. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em nha mấy chị. 65.000. Size 10, 11, 12, 79.000. Chế nào lấy bộ đeo cặp lên chốt cho em. Mã xanh nha. Mã xanh đẹp lắm luôn mấy chị. Ôi cưng quá luôn. Rồi qua mẫu. Em lên lại cho mấy chị nha. 457, 457, 65. 10, 11, 12, 79.000. Bộ đeo cặp chị nào lấy lên chốt 6579. Ôi đẹp lắm luôn. Rồi mã đỏ nha. Chị nào lấy bộ này lên chốt em mã đỏ. 4565.000. 10, 11, 12, 13, 14, 79.000 luôn. Ai lấy chốt em mã đỏ. Mã đỏ. Rồi nhanh tay lên mấy chị đẹp ơi. Còn có mấy bộ à. Rồi 6579 mã đỏ kèm size cho em luôn. Siêu cưng luôn. Bộ này đẹp lắm luôn nha. 6579, 6579 mã đỏ. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em à. Trang ơi có size 10 của Trang à. Chị đang lên cho Đào Trang á. Đào Trang cái mẫu đẹp đẹp đúng không. 6579 nha. Đẹp quá trời luôn. Ôi đẹp lắm luôn. Rồi mã người máy. 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qua ai lấy lên chốt em mã vàng. Xuất sắc quá. Nhanh tay lên mấy chị đẹp ơi. Chia sẻ mạnh tay lên cho em đi cả nhà. Cả nhà chia sẻ mạnh tay lên cho em đi mấy chị. 4, 5, 7. Bộ đeo cặp nha mấy chị ơi. Nhanh tay lên chốt cho em mã vàng. 6579, 6579, nhí còn 457, đại còn 90, 11, 12, 13, 14 tới 40kg luôn á mấy chị. Rồi qua mẫu. Em đọc mã nha, chị nào lấy chốt mã cho em. Rồi mã cam. Ôi đẹp quá mấy chị ơi. Ủa bộ đeo cặp này đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy lên chốt em mã cam nha. 4578, 65.000. 4578, 65, 9, 10, 12, 13, 14, 79.000 luôn. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi, chế nào lấy mã này lên chốt em mã cam. Mã cam. Siêu đẹp luôn. Mã cam. Trời ơi, cưng quá mấy chị. Ôi, đẹp lắm luôn. Rồi, mã cam 7 cho Lê Hiền luôn. Ok em nè. Có 6 lấy 7 đi. Đúng rồi. Rồi 65.000 cho Lê Hiền luôn. Mấy chị không lấy là hết á. Em đọc sai vậy là nó sắp hết rồi. Đọc sai vậy là sắp hết rồi. Bộ này có tới 40kg á mấy chị đẹp ơi nha. Bộ này tới 40kg. Rồi mã cam bây giờ em còn 458, 458, 65.000. Bộ đeo cặp đẹp lắm luôn mấy chị. 458,
9, 10, 12, 13, 14. Bộ này có 9 của Vivi nè. Vi ơi, còn coi like em Cưng. Bộ này còn 9 là Vivi. Ủa Lê Hiền lấy 7 luôn hả? Hết 6 thì lấy 7 chứ sao. Qua mẫu mấy chị ơi, qua mẫu. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. Ai lấy đeo cặp comment lên cho em nha mấy chị. Qua mẫu khác này mấy chị ơi. Rồi qua mẫu khác nha mấy chị ơi. 4, 5, 7, 10, 13. 4, 5, 7, 10, 13. Chị nào lấy lên chốt cho em. Đẹp quá trời luôn. Sale 60, 70. 4, 5, 7, 10, 13. Chị nào lấy lên chốt cho em nha. Đẹp lắm luôn. 4, 5, 7, 10, 13. Mã xe. Mã xe qua mẫu. Rồi mã này sale 60 luôn. Mã nhện. Siêu nhân nhện. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 70 luôn. 60, 70. Rồi siêu nhân nhện kèm size mấy chị. Đẹp quá trời luôn. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13. Chị nào lấy lên chốt em mã siêu nhân nhện nha. 65, 7, 60, 70. 60, 70 luôn. Bộ đẹp lắm. Rồi qua mẫu. 60, 70. Rồi lên thêm một mã nữa robot nha mấy chị ơi. Bộ robot đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy mã này lên chốt cho em đi. 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. Mã vàng robot cho em luôn nha. 60, 70 luôn. Đẹp lắm luôn mấy chế. Chế nào đang coi like lên chốt đi. Đẹp quá. Rồi qua mẫu. 4, 6, 7, 8. Sale 60, 12, 13, sale 70. Ai muốn lấy thêm mẫu nào comment lên cho em nha mấy chị. Ai muốn lấy thêm mẫu nào comment lên cho em đi. Đẹp lắm. Để em lên mấy cái mẫu này lẻ lẻ sale rẻ cho mấy chị. Lên sắc mắt cho mấy chế luôn nha. Rồi lên thêm một bộ này nữa nè, đẹp lắm. Rồi ai lấy mã này lên chốt em mã trắng đi. 4, 5, 7 size nhỏ còn 4, 5, 7 nha. Size đại còn 10, 12, 13. Bộ nào còn size 6 lên. Cái mã nào đủ đủ còn size 6 lên cho Lê Hiền. Còn coi like không cho Lê Hiền chốt. Rồi đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi 60, 70 luôn. Mã trắng cho em luôn. Bộ 3D này đẹp lắm luôn. Mã trắng kèm size Superman. Superman 4, 5, 7, 60, 10, 12, 13, 70 luôn mấy chị đẹp ơi. Qua mẫu. 10, 12, 13, 70, 60, 70. Rồi lên sắc mắt em sale cho mấy chị 50.000. 4, 5, 6, 7, 50.000 luôn. Nhanh tay lên chốt em nè, em lên thể thao. Lên thể thao nha, sale 50, 4, 5, 6, 7, 50. Ôi, đẹp quá mấy chị ơi. Rồi, mã xanh biển, ai lấy lên chốt cho em đi. Xanh biển, 4, 5, 6, 7, 50 ngàn, 50 ngàn. 4, 5, 6, 7, 50 ngàn. Rồi 456, 456, 50 ngàn luôn. Chị nào lấy thể thao lên chốt nha. Size đại còn bộ size 13, 33 tới 36 kg. Em xe cho mấy chị 60 luôn. Rồi 50, 60 mấy chị. Mã đỏ kèm size cho em luôn nha. Mã đỏ kèm size 50 kg, 60 đại luôn. Đẹp lắm. 50, 60 mã đỏ mấy chị đẹp. Rồi size đại một bộ 13, một bộ 13 qua mẫu. Rồi 4, 5, 7, 60, 50 ngàn luôn. Ủa đẹp quá mấy chị ơi. 4, 5, 7, 50 ngàn cho em luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em. 4, 5, 7, 4, 5, 7, 50 ngàn. Thể thao mấy chị. Mấy chị muốn lấy thêm gì cứ comment lên cho em nha. Chế nào muốn thích mẫu nào cứ comment lên cho em. Đẹp quá.
Rồi, sát nách thể thao còn ít sale rẻ cho mấy chị 50. Em bán inbox cũng vẫn là 70 rồi mấy chị nha. Em bán inbox cũng vẫn là 70. Trời ơi, đẹp quá luôn. Rồi, 456, 456. Chị nào lấy lên chốt nè, size đại còn một bộ size 13 nha. 456 mã Puma đẹp quá mấy chị. 456 50 size đại, em còn một bộ size 13, em sale cho mấy chị là 60.000 luôn nha. Rồi qua mẫu. Bốn năm sáu mười ba mấy chị đẹp, chị nào có size lên chốt cho em nè, đẹp quá luôn á. Ôi cung quá luôn. Rồi 4567 50.000 luôn mấy chị ơi, size đại còn một bộ size 11 60 luôn. Chị nào lấy thể thao lên chốt cho em nha. 4567 50.000 thể thao. Trời ơi mã đẹp lắm mấy chị ơi. Size 11 còn bộ, xe cho mấy chị 60 luôn, size 11. 60.000 luôn, đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em nha. Em sale mấy bộ này cho mấy chị rẻ luôn nè. Chế nào có size lên chốt. 9, 10. Bây giờ bộ này em còn 10, 11, 12, 13. Sale cho mấy chị 69.000 luôn nè. Chị nào lấy 3D này đẹp lắm. Tai tối. Ôi cầm bộ đồ lên thích lắm luôn á mấy chị. Rồi 69.000 luôn, mã siêu nhân nhện, 69.000 luôn, ai lấy lên chốt cho em nha. Size đại á mà em sale 69.000 luôn, còn có mấy bộ à. Rồi cái quần hơi là cũng đẹp nữa nha mấy chị nha, cái quần hơi cũng đẹp nữa đó. 10, 11, 12, 13, 69.000 ai lấy lên chốt. Bộ này đẹp lắm. 10, 11, 12, 13 69.000 bộ 3D nha mấy chị nha. Cái hàng thun lạnh 3D này đẹp lắm luôn. Chị nào có size lên chốt. 10, 11, 12, 13 69.000 cho em luôn. Trời ơi cưng quá mấy chị yêu ơi. 10, 11, 12, 13 nha mấy chị, 69.000 cho bộ đẹp quá. Nào còn lẻ lẻ em sale rẻ nha mấy chị. Rồi cái mã này, bộ này size 11 nè mấy chị, em sale cho mấy chị 60.000 luôn, ai lấy lên chốt cho em đi. Bộ bóng rổ size 11 là tầm 28-30kg nha. Rồi 60.000 luôn, chị nào lấy lên chốt cho em bóng rổ size 11 60. Bộ này đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi size 11 28-30kg em sale 60 luôn, bộ đát xanh nè mấy chị, đát xanh đẹp lắm luôn. Rồi ai có size 11 lên chốt đi, 60.000. Rồi 60.000 size 11 nha mấy chị. Chị nào có size lên chốt một bộ này cho em đi, 60. 12, 14. Rồi 12, 14, 69.000 luôn, ai lấy lên chốt cho em. Bộ 3D size đại nha, size 12, size 14, 69.000. Đẹp lắm mấy chị. Lẻ lẻ sale rẻ cho mấy chị luôn, 69.000, size 12, size 14 tới 40kg á, chị nào có size lên chốt. 12, 14, 69.000. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn mấy chị đẹp ơi. Rồi mấy chị muốn lấy thêm gì không? Ai lấy thêm thì comment lên cho em đi. Ai lấy thêm gì cứ comment lên, đẹp lắm. Rồi mã này 11, 12, 69.000 luôn, 11, 12 nha. Em còn 2 bộ à, 69.000 chế nào lấy lên chốt, đẹp lắm luôn. Rồi 11, 12, siêu anh hùng 69.000. 11, 12, chị nào có size đại lên chốt nha mấy chị.
11, 12, 6, 9 ngàn cho em luôn mấy chị đẹp. Lên xuống tay luôn á mấy chị, nó đẹp lắm luôn á. Rồi em lên cho mấy chị sale 69.000, ai có size chốt nha, 10, 11, 12, 13, 14. Em đang lên hàng size đại. Rồi chị nào có size lên chốt là 10, 12, 13, 14 size đại nha, 69.000 luôn, bộ này đẹp lắm luôn. Rồi chị nào lấy lên chốt cho em mã nhện đi, mã nhện nè, đẹp lắm luôn. 10, 12, 13, 14. Rồi sale cho mấy chế 69.000 luôn. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, chị nào có size lên chốt đi nha. Không có rẻ nữa đâu, đẹp lắm luôn, 69.000. Bộ này bán là 90. 10, 12, 13, 14 đẹp lắm. Quỳnh ơi có lấy thêm gì nữa không mấy con? 10, 12, 13, 14, 69.000. Chị nào có size lên chốt. Rồi chế nào lấy lên chốt xe cho mấy chị 10, 12, 13, 14 xe cho mấy chị 69.000. Rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy thêm gì comment lên cho em đi mấy chị. Chị nào vô sao nào muốn lấy cái gì comment lên cho em đi. Rồi bộ này size 6 nè mấy chị, sale 50 luôn nè. Chị nào lấy lên chốt 50.000 luôn. Size 6 50.000 nha. Size 6 50.000, 16 tới 18 kg nha, đẹp lắm luôn, mịn lắm luôn mấy chị. Bộ nhện. Sale 50 nha, sale 50. Rồi bây giờ em lên cái mẫu thể thao sale 50. Cái mẫu này sale 50 luôn hả? Đúng rồi. Rồi 4, 5, 6, 50. 4, 5, 6, 50 ngàn. Chị nào lấy thể thao lên chốt mấy chị đẹp ơi, đẹp lắm luôn. 4, 5, 6, 50 ngàn. Ai lấy mã này lên chốt cho em nha. Mã Buma xanh xanh lá nè, đẹp lắm luôn. 50, 50. 4, 5, 6, 50 ngàn. Thể thao mấy chị ơi, thể thao 4, 5, 6, 50 ngàn. Chị nào lấy lên chốt cho em, rất là đẹp luôn. 4, 5, 6, 50 ngàn. Rồi qua mẫu mấy chị. Này Dung không có vô coi ha, đẹp quá. Vũ thì Mỹ Dung. Vũ thì Mỹ Dung, đẹp lắm. Rồi size 3 nói chị, ai có size 3 lên chốt cho em đi. Size 3, xe cho mấy chị 35.000 nè, size 3. Ai có size 3 lên chốt nha, Dung bữa nay không có coi like, đẹp quá. Rồi 35.000 luôn, ai có size 3 lên chốt em bộ dài cho bé nè, 35.000. Hàng này là size 3 nha mấy chị, 8kg tới 11kg. Có ai lấy thêm gì nữa comment lên đi mấy chị. 35.000 size 3. Size 3 35.000. Rồi size 4 35.000 luôn. Chị nào có size 4 lên chốt cho em bộ này đi, 35.000 luôn, 10kg tới 13kg. Mấy chị đẹp mua xong ra hết trơn rồi. Rồi 10kg tới 13kg 35.000. Ai lấy lên chốt cho em mấy chị. Size 4 nha, size 4 35.000. Ôi cưng quá luôn. Chế nào có size 4 lên chốt 35.000 cho em luôn. Rồi bộ dài sale 3 4 5 sale 50.000. Đẹp quá trời luôn. Bộ đẹp quá.
Rồi 3 4 5 nha. Cái này là cô tâm xuất nha mấy chị nha. Cái này là cô tâm xuất đẹp lắm luôn á. Sale 50.000. 3 4 5. Chị nào có size luôn chốt cho em. Thôi sale 45.000 cho mấy chị luôn. Rồi 3 4 5 sale 45.000. Chế nào có bộ dài cho bé lên chốt cho em nha. Ai có size lên chốt đi. Sale 45.000 luôn. Hàng này đẹp lắm. Rồi còn size 3, size 4, size 5 mà. Rồi 3, 4, 5 mấy chị đẹp ơi. Có ai lấy thêm gì comment lên cho em đi. Tự mấy chị mua xong ra hết trơn rồi. Vô lại nhiều nhiều đi mấy chị. Lên đông đông lên cho em nha. Lên đông đông lên. Cả nhà ơi. Nãy không có thời gian lên mấy cái bộ dài size 3 cho mấy chế đầu lai chốt. Đẹp lắm luôn. Rồi 3, 4, 5 gấu. Sale cho mấy chị 45.000 luôn nè. 3, 4, 5. Ai có size lên chốt nha mấy chị đẹp. Bộ này là 70.000 á. Em sale 45.000 luôn. Chị nào lấy lên chốt còn 3 bộ nè. Em để gần cho mấy chị xem nha. Nó đẹp lắm luôn á. Hàng này là hàng xuất nha mấy chị. 3, 4, 5, 45.000. Ai lấy lên chốt cho em luôn nha. Bộ dài cho bé nha mấy chị. 3, 4, 5, 45.000 luôn. Trời ơi cưng quá mấy chị đẹp ơi. Mấy chị đẹp nào có size lên chốt. Bộ này mặc sướng luôn. Rồi 3, 4, 5. Ai lấy gì comment lên cho em đi mấy chị. Chế nào lấy cái gì cứ comment lên cho em. Hôm qua để coi hôm qua hình như là Mỹ Dung á hỏi cái bộ này size 3 nè mà hôm qua mình lên size 7 á, nhớ không? Hôm qua lên bộ size 7 á. Còn bộ size 3 của Mỹ Dung. Con cô là cái gì? Cho con coi lại bộ cô mới đưa lên nha, Hoàng Quyên. Rồi ok con, Hoàng Quyên 3 4 5 mà Quyên ơi, 3 4 5 mà lấy chốt bộ cam nó đẹp lắm. Size 3 mấy chị, size 3 nè, sale 45.000 luôn. Trời mấy cái mã này đẹp lắm luôn á. Rồi Nguyên có lấy chốt. 3 4 5. Nào Nguyên ơi, đẹp lắm, sale 45.000 luôn con. Rồi lấy chốt nha. Đẹp lắm luôn, cái hàng này đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi 3 4 5 nè, lấy chốt đi con ơi, cái mã cam nè. Rất là đẹp luôn. Rồi lấy chốt đi, cái gấu này đẹp lắm luôn. Đơn của Hoàng Quyên đi chưa con? Hoàng Quyên đi. Shipper ở đây. Đây á. Con có lấy thêm không? Chút xíu nữa lại rồi. Tại vì chị kêu giao gấp cho chị bữa nay mà. Ừ, có lấy thêm không? Có lấy thêm thì lấy rồi để cô gói cho đi luôn. Chút xíu nữa lại rồi. Rồi chế nào lấy lên chốt nha. Lấy con size 4 đi cô. Rồi ok con, đẹp lắm luôn. Xe con 45.000 của Hoàng Quyên mà. Size 4 cho Hoàng Quyên. Gấu size 4. Rồi gấu size 4 cho Quyên luôn nè. 45. Cái bộ trắng này có 4 nè, lấy luôn không? Có 45.000 mà Quyên hốt được cái bộ này sướng lắm. Size nhỏ mua size nhỏ lời. Nè cái bộ trắng này đẹp lắm luôn nè, mịn lắm luôn, có size 4 luôn. 3, 4, 5 luôn nè. Hôm nay chị Mỹ Dung mới vô nè, chị Mỹ Dung ơi, kêu chị Mỹ Dung vô đi, đẹp lắm luôn đây. Cái bộ trắng này đẹp lắm luôn nè, Quyên có lấy luôn không? Có 4 luôn nè, 45.000 luôn. Bộ trắng hình này đẹp lắm luôn nè. Rồi trắng hình 3, 4, 5 nha mấy chị. 3, 4, 5 ai lấy lên chốt cho em bộ trắng hình. Rồi nó mịn lắm luôn á mấy chị. Cái hàng này hàng cổ tông á, xúc á nên cái vải nó đẹp ghê. Đẹp quá trời luôn. Ừ bộ này bé gái mặc được mà con. Bộ này bé gái mặc được mà. Bộ hình nè. 3, 4, 5 nha. Chị nào lấy lên chốt cho em đi. Đẹp lắm. Bé nhỏ
trai bé nhỏ này mà bé gái mặc cũng được luôn, cái mẫu trắng này mà trắng hình. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Wow, đẹp quá trời. Ở cái trắng hình đó mặc được á, cái gái mặc được mà. Rồi qua mẫu mấy chị. Rất là đẹp luôn á, mấy cái mẫu này đẹp đẹp không mà bộ dài mà. Bộ dài mà mua cho bé mặc đi, đẹp quá trời. Nè, bộ này có size 4 nè. Nè, bộ gấu đỏ nè, gái mặc được nè, có lấy luôn không? Gấu đỏ nè. Dễ thương quá trời luôn. Mấy cái mẫu này con gái mặc được á. Cái hình đồ hoặc hình đồ á là bà bộ dài á, trai gái gì mặc cũng được hết trơn. Dễ thương quá trời. Rồi gấu đỏ sale 45.000 luôn nha mấy chị ơi, gấu đỏ nè sale 45.000 luôn. Bộ đẹp lắm. 3 4 à. Ai có size lên chốt đi, size 3, size 4, sale 45.000. Ba bốn bốn lăm ngàn, chế nào lấy lên chốt. Đẹp quá. Rồi bộ cá xanh nha, cá đẹp quá mấy chị ơi. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em luôn, 3 4 45 ngàn luôn, 3 4 3 4 45 ngàn. Rồi ai lấy bộ dài lên chốt nha mấy chị ơi. Bộ cá này cũng đẹp lắm luôn mấy chị. Size 3, size 4, 45 ngàn. Chị nào lấy lên chốt cho em nha. 3, 4, 45 ngàn cá. Em lên lẹ, lên lẻ lẻ đó. Mấy chị nào có size lên chốt đi. Cái bộ này đẹp đẹp không à. 3, 4, 45 ngàn. Ồ đúng rồi, 3, 4, 5, 6 luôn mấy chị ơi. Chị nào có size lên chốt nè, bộ đỏ ra gấu nè. 3, 4, 5, 6 luôn, em sale 45 ngàn nha mấy chị nha. 3, 4, 5, 6 luôn, gấu. Rồi chị nào có size lên chốt nha mấy chị. Rồi chế nào lấy lên chốt mấy chị đẹp, 3 4 5 6. Rồi Pikachu 3 4 luôn, chị nào có size lên chốt cho em. Đẹp lắm, bộ đẹp quá trời luôn. Pikachu 3 4, sale 45.000 luôn. 3 4, ai có size lên chốt cho em nha mấy chị. Bộ đẹp quá. 3 4 45.000. Cưng ơi là cưng luôn. Rồi chế nào lấy lên chốt. 3 4 45.000 luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi chế nào lấy gì comment lên cho em nha mấy chị. Chị nào vô sao á, thích mẫu nào comment lên cho em nha. Ai vô sao, mấy chế thích mẫu nào mấy chế cứ comment lên, đẹp lắm. Em lên sale cho mấy chị luôn. Hồi đơn của Hoàng Nguyên lại á, lên thêm cái bộ đồ đó đưa ra đi luôn nha. Hoàng Nguyên á. Đó, bộ đồ size 4, 45 nha. Hello mấy chị đẹp ơi. Rồi Quyên có lấy thêm gì không? Quyên có lấy thêm gì nữa không? Chị gói đồ cho em đạn hồi shipper lại đi luôn á. Có lấy thêm gì nữa không cưng? Có lấy thêm không để biết. Có lấy thêm không để chị biết chị lên luôn rồi. Cho shipper nó cũng gần lại rồi. Rồi xe cho mấy chị 50 thể thao. 50 50 47 47, sale 50.000 luôn, hàng thể thao nha mấy chị đẹp. Size 4, size 7, size 4, size 7, 50.000 luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em mã xanh nha. Mã xanh thể thao nè mấy chị, xanh dương đẹp lắm luôn. Rồi 50.000, chị nào lấy lên chốt cho em mã xanh dương. Còn nào nữa không
là sao? Còn bộ nào nữa? Ai lấy lên chỗ em xanh dương nha, 47 50 ngàn. Rồi qua mẫu cho mấy chị lên bộ à. Để lên bộ này cho mấy chị. Rất là đẹp luôn. Rồi mã dạ quang 47 12 13 47 50 12 13 60. Chị nào lấy lên chỗ em mã dạ quang. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi 47 12 13. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em đi mấy chị đẹp. Bộ đẹp quá. Rồi 47 12 13. 50 60 với mấy chị, 50 60 nè mấy chị đẹp ơi. Chế nào lấy lên chốt cho em đi. Đẹp. 50 60 luôn. Rồi qua mẫu. Rồi xe cho chị mấy chế cái mã đen này đẹp lắm luôn. 60 70 luôn nha, mã đen xuất kem. 567 567 sale 60. Size 12, size 13, sale 70 luôn. Mấy chế đẹp nào có size lên chốt nha mấy chế. Đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em lên cái mã này nè, 567 567 60.000. 12 13 size đại á. Sale 70 luôn. Chị nào có size lên chốt cho em 5, 6, 7, 12, 13. Ôi cưng quá mấy chị đẹp. 5, 6, 7, 12, 13. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi lên xe hơi sắc mắt 3D mấy chị. 4, 5, 7, 8 60.000, 9, 10, 12, 70 luôn. Rồi nhanh tay lên mấy chị, lên 3D cho mấy chị nào. 4, 5, 7, 8 4, 5, 7, 8 60. Rồi size 9, size 10, size 12, size 70 luôn. Ai lấy chốt em mã xe hơi nha. Mã xe hơi kèm size 60, 70, 60, 70 mấy chế đẹp ơi. Chị nào lấy lên chốt cho em 60, 70 luôn. 60, 70. Rồi mấy chế nào lấy gì nữa không? Chốt chưa? Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy gì vô sao comment lên cho em đi mấy chị. Ai vô sao lấy gì đúng không comment lên cho em đi. Bên em có tới 60kg lận nha cả nhà ơi nha. Bên em có tới 60kg lận á mấy chị. Muốn lấy cái gì cứ comment lên. Em lên trên live sale cho mấy chị. Hãy đăng. Hải Đăng có lấy thêm gì không? Hải Đăng có lấy thêm gì nữa không? Đẹp lắm luôn. Mình lên vài bộ này nữa cho mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. Lên vài bộ nữa cho Hải Đăng đi size 8 mấy cái mẫu thể thao á. Lên cái mẫu này chưa có lên nè. Để em lên mẫu này cho mấy chị. Có ai lấy thêm gì comment lên em mấy chị đẹp ơi. Rồi lên size 8 đi cô. Rồi ok. Lên mấy cái mẫu này có size 8 cho con lấy nha, đẹp lắm luôn á. Size con 50 ngàn luôn. Tại vì còn ít là sale rẻ. Mấy chế nào vô sao comment lên cho em đi. Ai lấy size mấy comment nè. Bây giờ sale cái mẫu này 50 ngàn luôn, đẹp lắm luôn. Còn bộ size 8 đúng bộ. Rồi đẹp lắm luôn nha. Nhanh tay lên sale 50. Bộ này là 70 nha. Sale 50 luôn. 5, 8, 9, 11, 12. Size đại sale 60, size nhỏ sale 50, còn có 2 bộ à. Rồi 58 58 50 ngàn luôn. Rồi chế nào lấy mã này lên chỗ em mã cam nha. Bộ ni cam này đẹp lắm luôn, hàng thể thao nha. Lấy thì chốt 50 ngàn. Rồi 58 9 12
9, 11, 12 sale 60 luôn cho mấy chị đẹp luôn nè. Chế nào có size lên chốt đi. Không có 50 ngàn đâu, không có bộ đồ thể thao nào mà 50 ngàn hết trơn á mấy chị đẹp ơi. Rồi chốt cho Hải Đăng nè. 50 ngàn bộ đẹp. Tự vị nào còn lẻ lẻ mới sale giá này nha mấy chị đẹp. Đừng có nói là tại sao bán inbox mà 70 mà sale trên live có 50. Ai lấy trên live đi em sale trên 50. Tự vị nó còn lẻ nha mấy chế. Đẹp lắm luôn á mấy chế, nhớ chia sẻ cho em Hải Đăng, nhớ chia sẻ cho chị đi Hải Đăng. Một lần chia sẻ cái livestream này về trang cá nhân của mình á, một lần ơi chị sale cho em 50 ngàn. Rất là đẹp luôn, rồi chốt cho Hải Đăng size 8 nha. Chia sẻ cho chị một lần về trang cá nhân của mình, đẹp lắm. Rồi size đại 9, 11, 12 em sale 60 luôn mấy chị. 9, 11, 12 nha, 60. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em 9, 11, 12, 60. Đẹp lắm. Rồi qua mẫu, 9, 11, 12, 60 nha. Đẹp lắm. Nào còn 8 Hải Đăng lấy nha cưng. Đẹp quá trời. Quá trời. Rồi lên cái bộ này cũng đẹp lắm luôn nè. Rồi cái hàng này là hàng thể thao nha mấy chị đẹp ơi. Chị nào lấy mã này lên chốt em mã cam. Nhí bây giờ còn 4. 4 với 8 là 50 ngàn luôn. 4, 8, size 4 là tầm 10kg tới 13kg nha mấy chị. 10kg tới 13kg em sale 50 luôn. Mấy chị nào có size lên chốt em đi 50 ngàn. Mặt sướng luôn nha. Rồi 50 ngàn, 58, 58 mã cam, 58 em sale 50. Rồi qua mẫu mấy chị đẹp ơi, 58 sale 50 mã cam. Bộ này hết size đại rồi, size nhỏ không à. 58 nha, 50 ngàn. Ai lấy bộ đeo cặp comment lên cho em nha mấy chị. Chị nào lấy cái mẫu đeo cặp á comment lên cho em. Đẹp lắm, còn ít lắm, em sale cho mấy chị luôn. Rất là đẹp luôn. 456. Rồi cái mã này em còn 45613, 456. Đẹp lắm luôn, sale 50. 456 50 size 13 sale 60 luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em. 45613, đẹp quá trời luôn. Lên size 7 đi cô, trời Duyên Lâm lâu lắm mới gặp con nè. Rồi để lên size 7 cho Duyên Lâm nha. Rất là đẹp luôn. Rồi lên thêm một mẫu này có 8 cho Hải Đăng luôn nè. Hải Đăng đẹp lắm. Lấy chốt đi cưng. Rồi để chị lên cho Duyên Lâm, đẹp lắm. Nào có 7 kêu Duyên Lâm nha. Rất là đẹp luôn. Rồi cái mã này 458 nè mấy chị. 458 nha, đẹp lắm luôn. Chế nào lấy lên chốt cho em 458. Chị nào lấy lên chốt cho em nè, đẹp lắm luôn. Cái này là hàng bóng rổ nha, hàng bóng rổ đẹp lắm luôn. 458 lấy chốt nè, đẹp lắm luôn. Ê, cái bộ này sale nhiêu tôi quên rồi ta. Bộ này sale nhiêu cũng vậy luôn á. Rồi 50 ngàn luôn, 50 ngàn luôn nha. Rồi ai lấy lên chốt, bộ này 75 ngàn á mấy chị. 458, ai có size 8 lên chốt nè. Rồi qua mẫu, lấy lên cho Duyên Lâm nha. Bộ này có 8 không lấy hả? Chưa, bộ đó chưa lên. Rồi 458 bóng rổ, bóng rổ. Rồi lên mẫu cuối cùng cho Hải Đăng chốt nè. 48, 14, 48, sao 50, 14, 60. Rồi mã xanh lá, Puma xanh lá, đẹp lắm luôn. Rồi qua mẫu, 48, 14, size đại còn bộ từ 36 tới 40kg, sale 60 ngàn luôn á mấy chị. Size nhỏ sale 50, rồi qua mẫu. Rồi lên tiếp đi cho. Rồi qua mẫu lên size 7. Lên size 7 cho Duyên Lâm chốt nha, qua mẫu. Rồi 567 nè mấy chị. 567 Hải Đăng ơi, Duyên Lâm ơi, sale 60 luôn. Mã đen nha, 567 sale cho em 60 ngàn. Ngày hôm nay là sale 60 á, tụi còn ít lắm.
5, 6, 7, 60. Đẹp lắm luôn á. Rồi chào Lê Thụy. Đẹp quá mấy chị ơi, muốn mua gì comment lên cho em nha. 5, 6, 7. Chị nào lấy lên chốt cho em mã đen nha, mã đen. Chị nào lấy lên chốt em 5, 6, 7, 60 ngàn. 12, 13, sale 70. 12, 13, sale 70. Rồi qua mẫu lên cho Duyên Lâm nè. Có 7 cho Duyên Lâm này nha. Chị đang lên cho Duyên Lâm á. Bộ siêu nhân nhện 3D quần sọc size 11 để con. Không biết còn không á nha con, để coi coi cái quần bộ siêu nhân á, quần sọc có size 11 còn không? Hình gì cũng được hả? Siêu nhân nhện á. Để coi. Ừ. Ai ai hỏi rồi. Quần đẹp lắm luôn. Bộ mới qua xanh lá size 14 bao nhiêu cô? Bộ mới qua xanh lá size 14 bao nhiêu cô? À size 14 là tầm 36 tới 40 kg nha Lệ Thụy. Lê Thụy, Lê Thụy ơi, size 14 là tầm 36 kg tới 40 kg nha. Đẹp lắm luôn. Có lên Bizima không cô? Có luôn con, Bizima có. Để cô lên đi. Này size 11 còn 3 màu này. Lấy bộ nhện thôi, tự cầm em có một bộ rồi nữa. Rồi lấy bộ nhện size 11 đi. Rồi ok con nào lấy bộ nhện cho Huệ Quỳnh size 11 nha. Lấy bộ à. Size 11 còn nhiều lắm, đẹp lắm. Rồi chứ là Huệ Quỳnh size 11 nè. 70 đúng không? Rồi xe cho Huệ Quỳnh 70 ngàn. Rồi lên bộ đeo cặp nè, đẹp lắm luôn nha mấy chị. Chế nào không biết size cứ comment số ký lên đi tư vấn size cho Lê Thụy, đẹp lắm luôn. Ba d quần sọt, ừ đúng rồi con, bộ con comment là ba d quần sọt mà. Rồi lên tiếp cho Duyên Lâm nè, Duyên Lâm ơi. Rồi chế nào lấy bộ đeo cặp lên chốt nè, đẹp lắm luôn, 6579. Bây giờ còn 457 à, Duyên Lâm lấy chốt nè. 457, đẹp lắm luôn nha Duyên Lâm ơi. Rồi, mã nhện xanh cho em luôn. Đẹp lắm luôn, rồi ok con. 457, 457, đẹp lắm. 65.000, size đại 9, 11, 12, 13, 14, 40kg luôn á mấy chị đẹp. Rất là đẹp luôn, Duyên Lâm lấy chốt nha. Bây giờ còn ít lắm, còn mẫu nào lên mẫu đó cho Duyên Lo, Duyên Lâm á. 65, 79 mấy chị ơi, tới 40kg nè. Size đại còn 9, 11, 12, 13, 14, 9, 10 nha. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rồi 65.000 cho Duyên Lâm luôn nè con. Size 7. Rồi 65-79, ai lấy bộ đeo cặp lên chốt em mã nhện đi mấy chú đẹp. Mã nhện kèm size nha, mã nhện rồi qua mẫu. Nhớ gặp nha cô. Ừ. Rồi nhện, nhện còn 4-5. Nhện còn 4-5 mấy chị ơi, 65.000 nha. Size đại 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tới 40kg đó. Bộ này để em sale cho mấy chị nè. 65-75 trên like luôn mấy chị đẹp ơi. Để chúc cô lên Bizima cho Duyên Lâm. Mẹ ăn xong này coi Bizima size 7 á. Còn mẫu nào. Rồi qua mẫu. Đẹp lắm. Rồi bộ đeo cặp nha. Nhanh tay lên mấy chị đẹp ơi. Mã đeo cặp cho em luôn. Mã Batman đẹp chưa. Rồi 457 65.000, 10, 11, 12, 14, 79.000. Rồi chị nào lấy mã xanh lên chốt cho em đi. Mã mày? Xanh đẹp lắm. 457, 65.000, 457 nha. Duyên Lâm lấy chốt nha Duyên Lâm ơi, đẹp lắm luôn. Bộ đeo cặp 10, 11, 12, 14, 79.000. Rồi chế nào lấy lên chốt. Mã xanh nha, mã xanh Batman. Là đẹp luôn nha mấy chị ơi, chị nào lấy thì cứ lên chốt cho em, đẹp lắm luôn á. Rồi Lê Hiền size 7 có luôn cho Lê Hiền nè, Lê Hiền. Còn
còn mẫu nào lên mẫu đó à, mấy chị đẹp ơi nha. Còn mẫu nào lên mẫu đó đó, chị đang lên cho Duyên Lâm á, lấy thì chốt. Để lên cho lên nào có thì lấy. 65.000. 6579. Có ai lấy size đại lên chốt cho em nha mấy chị. Rồi 65.000 cho Lê Hiền. Size 7. Rồi, ai lấy lên chốt nữa chị ơi. Size 7, ấy quên, còn 4 năm nha. Bộ đeo cặp nè. Bộ đeo cặp còn 4 năm. Mã Batman 4 năm. 10, 11, 12, 14, 7, 9 ngàn. Rồi, qua mẫu. Rồi, Million đẹp lắm luôn. 4, 7, 9, 12, 14. Rồi, đẹp quá. 4, 7, Million 9, 12, 14, 79 ngàn. Xuất sắc quá luôn. Rồi, chế nào có size lên chốt 65, 79 nha. Còn có size nhí, em còn có 2 bộ à. Size 4, size 7. Size đại còn 9, 12, 14. 9, 12, 14. Đẹp quá trời luôn nha mấy chị đẹp ơi. Chế nào lấy lên chốt cho em. 9, 12, 14. 4, 7, 4, 7. Rồi Lê Hiền lấy 7 cho Lê Hiền. Đẹp quá cho Duyên Lâm chứ quên. Duyên Lâm lấy 7 cho Duyên Lâm nè. Xuất sắc luôn. Lê Hiền hình như nãy lấy 6 rồi. 65 ngàn. Đẹp lắm luôn. Rồi giờ còn 4 mà mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn nha. Còn 4, còn 4. Nhí còn 4, 10kg tới 13kg. 10kg tới 13kg nha. Rồi size đại còn 9, 12, 14. Cái này 7 là phải lấy 8 nha. Cái Bitama. À, Bitama ok. Rồi. Đẹp lắm luôn á. À, ông con, cái này của Duyên, cái này của Duyên Lâm lấy rồi con. Duyên Lâm lấy rồi, trùng là cô bỏ ra nha. Chào trùng là bỏ ra, nãy có chốt rồi mà trùng là bỏ ra, yên tâm đi, đẹp lắm luôn của này. Rồi Duyên Lâm có nè. Rồi nhí còn 4 mà mấy chị ơi, nhí còn 4 nha, nhí còn 4. Lớn nhất 40kg mấy chị, bộ đeo cặp này em còn 4, có 40kg à mấy chị ơi nha, từ 9kg tới 40kg nha. 9, 12, 14, mã Million, ai lấy lên chốt, đẹp lắm, gặp rồi. 9, 12, 14, Million. Rồi robot kèm size cho em luôn nha, mã robot đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy mã này lên chốt cho em đi, đeo cặp robot nè. Trời đẹp chưa? 4, 5, 7. Nhí 4, 5, 7, 65 ngàn robot. Chị nào lấy lên chốt cho em. Rồi Duyên Lâm robot 4, 5, 4, 5. Nhí còn 4, 5 mấy chị ơi. Robot 4, 5 65 ngàn. Rồi chị nào lấy lên chốt nha, bên đại còn 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 79 ngàn. Ai lấy size đại lên chốt nha chị. Rồi qua mẫu. Rồi 4, 5, 4, 5 nha. 4, 5 robot. Ai lấy size đại chốt lẹ cho mấy chị để hết nha. Ai lấy size đại lên chốt thì đẹp lắm mấy chị. Rồi lên thêm một mẫu này nữa cho Duyên Lâm nè. Hết rồi, hết size 7. Rồi xe 47 luôn. Bộ đeo cặp xe 47 nha. Trời ơi cưng lắm mấy chị đẹp ơi. Mấy bộ này mặc cưng lắm luôn. 47, 47, 11, 12, 13, 14. Đẹp quá trời luôn. Rồi chị nào lấy lên chốt cho em xe hơi nè. Duyên Lâm có lấy không? 47, 11, 12, 13, 14, 79 ngàn. Còn có 2 bộ à. Hốt luôn bộ này luôn đi Duyên. Đẹp quá trời luôn á. 47 à, còn có 2 bộ à. Rồi qua mẫu cho chị. Đẹp quá. Này à,
75 không? Sale không? Đó có tờ giấy. Sale 75. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị Bizima nha. Đẹp lắm luôn á. Rồi Bizima mấy chị ơi, đẹp lắm luôn à. Ai lấy mã này lên chốt em mã robot nha. Robot nè, đẹp lắm luôn. Sale 75 luôn nha, sale 75. Bây giờ em còn size nè. 6 hình 5 hả? Có ý là cô vẫn đọc trai vậy, nhưng mà ví dụ người ta lấy 7 thì mình phải tự lấy lên 8. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi chế nào lấy bộ này lên chỗ em bộ robot nha. Robot nè. Rồi ai lấy lên chỗ cho em đi 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8 nhanh tay lên nè mấy chị ơi. Robot cho Duyên Lâm luôn nha. 7 thành 8. 7 thành 8 đúng không? Đúng mà. Cái form này nó nhỏ nha mấy chị nha. 7 thì em sẽ lấy cái form size 8 nha. Rồi chốt là Duyên Lâm nè. Sale 75.000 trên like luôn. Sale 75 robot. Cái form nhỏ nha mấy chị ơi. Ví dụ như bộ này size 4 là em phải lấy size 3 nha. Bộ này là size 3. Nhưng mà cái số nó là size 4. Tại vì cái form bộ này nó nhỏ. Rồi Duyên Lâm nè. 7 lấy 8 cho Duyên Lâm nè. 75.000. Rồi đẹp. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Rồi ai lấy lên chốt cho em nè mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn nha. Bây giờ em còn 356 356. Sale 75.000 nha. Bizima mấy chị ơi. 356 ai lấy lên chốt. Rồi qua mẫu. Ba năm sáu ai lấy lên chốt cho em nha. Đẹp lắm luôn. Robot. Robot 356 mấy chị ơi. Rồi qua mẫu nè. Đẹp quá. Rồi lên tiếp bộ này cho mấy chị 4, 7. Rồi sale cho mấy chị bộ này 60 ngàn luôn nè mấy chị ơi. Đẹp chưa. Người máy. Người máy em còn 47 nè mấy chị. Sale cho mấy chị 60 luôn. Bộ đẹp lắm luôn. Rồi 47 ai lấy chốt cho em đi. Bộ 3D nha. Bộ 3D này là quần sọc nha mấy chị. 3D quần sọc đẹp lắm luôn. Rồi sale 60. Chị nào lấy lên chốt cho em nè. 47 47. Robot 60 ngàn luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em là bộ người máy. Người máy là Duyên Lâm ơi, có 7 cho Duyên Lâm nè. Rồi 47 nha. Chị nào có size lên chốt em sale 60.000 luôn. 47 47. Đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Lấy bộ đó. Trời ơi, lấy bộ đó rồi ok. Em bộ người máy nè, đẹp lắm luôn. Còn ít in em sale rẻ cho mấy chị nè, 60.000 luôn. Bộ quần sọc này đẹp lắm luôn á mấy chị. Quần sọc này đẹp lắm. Rồi 60 cho Duyên Lâm luôn, size 7. Rồi 10kg tới 13kg mấy chị. Bộ này hết size đại rồi phải không? Mấy mẫu này hết size đại rồi. Cái nào mà không có ghi hết. Đẹp lắm. Rồi 10kg tới 13kg mấy chị. Sale 60 luôn. 10kg tới 13kg. Chị nào lấy lên chốt em bộ người máy nè. Người máy quần sọc mấy chị ơi. Cái mẫu này đẹp lắm. Mẫu quần sọc này đẹp lắm luôn. Mấy chị lâu lâu nó mới có một lần. Rồi size 4 nha. 10kg tới 13kg sale cho mấy chị nha. 10kg tới 13kg sale 60 luôn. Bộ 3D đẹp lắm. Rồi qua mẫu. Rồi giờ lên tiếp cho mấy chị nè. Pyjama nha. Đẹp lắm luôn. Pyjama đẹp xuất sắc luôn. Rồi ôi cưng lắm luôn. Mã nhện. Rồi mã nhện sale 75.000 luôn nha. Mã nhện 75.000. Bây giờ em còn size 3. Size 4. Size 3. Size 4. Size 6. Size 7. 3, 4, 6, 7. Chị nào lấy lên chốt em bộ nhện nha. Sale 75.000 luôn. Đẹp lắm luôn. Rồi
Rồi pyjama, pyjama đẹp lắm luôn mấy chị ơi, thun lạnh pyjama 3, 4, 6, 7. Ai lấy lên chốt cho em sale 75. 3, 4, 6, 7 em sale 75 ngàn cho mấy chị. Nhanh tay lên chốt cho em nè, đẹp lắm. 3, 4, 6, 7 nha, sale 75. Lê Hiền size 6 à, Lê Hiền. Rồi 75 ngàn luôn. Cái bánh Lê Hiền là 16kg á, nếu mà khỏi cần nhất lấy size 6 vẫn được, tại tùy theo ký. Của Lê Hiền nếu mà lấy 6 vẫn được. Đây đâu có 6. Không sao, thì lấy 7. Đẹp lắm luôn á. Gon 16kg của Gon lấy size 6 đi cưng, đẹp lắm luôn á. Bộ này hết rồi cưng, bộ này có người lấy rồi. Lê Hiền lấy rồi, 75 ngàn. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Bây giờ em còn 3, 4, 5 mấy chị ơi, 3, 4, 7 chứ quên, 3, 4, 7 nha, 3, 4, 7. Rồi qua mẫu, qua mẫu, qua mẫu 3, 4, 7 đẹp lắm. Lên thêm một mẫu này nữa em qua mẫu khác nha mấy chị. Rồi 75 ngàn luôn mấy chị, đẹp quá trời luôn nha, bộ siêu nhân 75 ngàn luôn, rất là đẹp luôn. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em nha mấy chị đẹp ơi nha, ai lấy lên chốt cho em. Rồi bộ đẹp lắm luôn nè. Rồi 367, ai lấy lên chốt cho em, 367 nha. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, siêu nhân 367 xuất sắc lắm luôn. Rồi siêu nhân cho Duyên Lâm nè. Rồi bộ này có 6 nè con ơi, bộ này có 16kg nè cưng. Chị nào lấy lên chốt cho em nha, sale 75 ngàn. Hết rồi mấy chị. Rồi qua mẫu, qua mẫu mấy chị đẹp ơi, qua mẫu. Mấy mã này Duyên Lâm chưa lấy. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha, đẹp bộ 3D đẹp lắm luôn. 367 siêu nhân. 36 chứ quên, giờ còn 36. Ba sáu, ba sáu qua mẫu. Cái bộ em thấy bộ này mà bộ đo thôi, size 4 hay size 3. Bộ này bộ đo rồi á. Tùy số, từ số 4 thì số 4 vẫn được. Chứ là từ số 6, 7, 8 trở lên phải nhất. Số 4 thì bán 4, bán 3 cũng được luôn. Trời ơi, đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. 16kg của con Gon hả, lấy size 6 nha con. Đẹp lắm luôn nè, chị nào lấy lên chốt nè. Hồi nãy có đọc á, sao con không lấy. Siêu nhân có 6 á, sao không lấy. Siêu nhân 6, lấy chốt. Rồi Batman nè mấy chị đẹp ơi, Batman có 6 luôn nè, sale 75 ngàn luôn. 4 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 Batman, ai lấy lên chốt cho em nha, sale 75. Sale 75, chị nào lấy lên chốt em mã Batman đi. Batman, Batman có 2 bộ nè, con có lấy không? Batman với lại siêu nhân á, lấy chốt. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Qua mẫu, qua mẫu. Có 2 bộ size 6. Rất là đẹp luôn.
16kg lấy size và cho con từ size 6 trở lên tới size 7 hả? Rất là đẹp luôn. Nếu mà 16kg thì lấy size 6 vẫn được nha, tùy lắm, cái size cái con cũng được. Đúng không? Ờ lấy size 6 cho con đi, 16kg. Nếu mà 16. Ừ 16kg lấy size 6 cho con. 18kg thì là tùy nhất. Đẹp lắm luôn. À, có lấy bộ kia không? Bộ siêu nhân còn không vậy? Cái bộ siêu nhân nãy mới qua đó siêu nhân á. Còn 7 à, nhất lên sao? 7 thành 6 không? Thôi không được đâu ha. Ừ, của Gon có 16kg lấy nào lấy một cái thôi. Ờ, à, của Gon có 16kg à. Lấy tay 6 cho Gon rồi ok. Rồi, chốt cho Gon rồi đó. Rồi, qua mẫu mấy chị đẹp ơi, qua mẫu nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ to tay ngắn à, đẹp lắm. Để coi bộ nào còn 6 lên cho Gon luôn. Gon này lại lấy đúng không cưng? Không, Gon này Guzzi khác. Gon kia khác, Gon kia size lớn. À, Gon kia khác, Gon kia thế à ha. Size lớn. Rồi qua mẫu mấy chị đẹp ơi, qua mẫu. Theo cho mấy chị trên like đó. Rất là đẹp luôn. Linh Lê 3D tay dài luôn chị. Linh Lê lấy size mấy vậy? Tao còn không? Linh Lê ơi, 3D tay dài size mấy Linh Lê? Rồi lên bộ này nữa nè, cho Gon lấy luôn đi cưng. Đẹp lắm, này có 6 của em luôn nè. Có lấy không? Lấy chốt nha. Ừ, Linh Lê lấy thêm để đi hàng luôn Linh Lê. Ờ, Linh Lê lấy thêm đi hàng luôn Linh Lê, đẹp lắm luôn. Rồi bộ này có 6 nè, xe hơi lấy không cưng, xe hơi Quỳnh Kim. Rất là đẹp luôn. Rồi lấy chốt nha, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Linh Lê lấy size mấy vậy Linh Lê? Không nhớ. Men size đi chị lên luôn cho em cưng ơi, đi đơn luôn. Trời ơi bộ đẹp quá. Rồi bộ xe nè, cưng có lấy không Gon ơi, có lấy không, có 6 nè em. Trời ơi đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy lên chốt nha, sale 75.000 luôn. Pyjama trời mã đẹp quá trời luôn. Pyjama xuất sắc lắm luôn. Rồi qua mẫu. Ai lấy lên chốt em bộ xe đi, bộ xe này có 6 nè. Không, bộ xe Diên Lâm cũng có. Diên Lâm ơi. Chị đang lên cho Gon á. Bộ này có size 6 nè. À, của Linh Lê 8 hoặc là 9 á. 8 hoặc 9 hả? Để coi còn. Để chị coi còn không nha, của Linh Lê nè. 8 là hết rồi đó. Ừ, 8 là hết rồi, bởi vì mấy chị lấy thì lấy liền để hết các bạn. Rồi của Lê Hiền 6 có cho Lê Hiền luôn. Hiền nãy lấy 7 cho Lê Hiền đúng không? 75.000. Rồi qua mẫu mấy chị đẹp ơi. Lê Hiền với Gon giống nhau. Lê Hiền ơi, nãy em cầm của em nhiêu ký rồi Lê Hiền? Bộ này comment số ký lại cho chị coi, của Lê Hiền nè. Lê Hiền như 16kg luôn. Lê Hiền 16kg luôn đúng không? Của em 16kg luôn đúng không? Thì nãy mày kêu nhất lên sai. Ừ, ấy là hai nhất lên sai cũng được. Rất là đẹp luôn. Thì hai người lấy cùng sai mà có hai bộ. Rồi chốt là Lê Hiền đi, bộ này nhất lên sai sai bộ thì. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Chắc đó là sai chính của chị gì? Nhìn về. Rồi giờ lên Linh Lê nha, cho Linh Lê, Linh Lê lấy chốt luôn nha. Sale 85.000.
9, 10, 12, 13 đẹp lắm luôn, khủng long. 9, 10, 12, 13 sale 85.000 cho mấy chị luôn, bộ tai phối nha, đẹp lắm luôn á. Có mũ mềm 6 tuổi không chị? Quỳnh Kim. Có nha cưng. Em lấy mũ nào comment lên cho chị đi. Rồi chế nào lấy lên chốt nè. Rồi Linh, Linh Lê lấy chốt đi đơn cho Linh Lê luôn nha. 85.000 khủng long cam. Size 9 hết 8 rồi. 8 hết tất cả các hình nè. Rồi chế nào lấy lên chốt em nha mấy chị. Em đang lên cái hàng là size đại nha. 9, 10, 12, 13, 100.000 sale trên like 85.000. Ai lấy lên chốt. Rồi Doraemon đẹp lắm luôn mấy chị ơi, 9 với 14. Còn có hai bộ à, 9 với 14 Doraemon đẹp lắm luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em nha, size 9 với size 14, 85.000 sale 85.000 cho mấy chị luôn. Chín 14 ai lấy bộ dài lên chốt cho em nha mấy chị, hàng này là đỉnh luôn á, hàng này là đỉnh luôn, đẹp lắm. Rồi 9-14 Doraemon. Rồi lên thêm một mẫu này nữa, em qua mẫu khác nha mấy chị. Rồi Million luôn, Million. Million 9-13-14 sale 85.000. 9-13-14 85.000. Rồi ai lấy lên chốt cho em, đẹp quá trời đẹp luôn. 9, 13, 14, 85.000 mã Million. Lên mẫu nào có 9 thì Linh lấy nha Linh ơi, chứ giờ hết rồi em ơi. Rồi lấy Million size 9 cho Linh Lê đi, 85.000. Chị nào lấy nữa lên chốt đi mấy chị. Mã đang 100.000 đó, em đang sale trên like cho mấy chị 85.000 thôi nha. Chị nào lấy lên chốt thì tự cũng còn ít lắm. Sale 85 trên like cho mấy chị luôn. Million 9 đẹp lắm luôn. Hết rồi cưng, hết tất cả các màu. Giờ này đâu còn, mua là phải mua liền mới còn. Hết rồi. Không còn bộ nào. Rồi bây giờ em lên bộ 3D cho mấy chị đẹp lắm luôn nè. Mấy chị ơi hết rồi nha Linh ơi. Chị lên size 9 cho em còn có mấy. Cô kêu Linh 2 đi cô. Bị ẩn comment. Linh 2 không được. Hai giùm mình là được. Rồi Linh ơi vô Facebook 2 chuyển cái ơi Linh lên. Vô Facebook 2 chuyển cái ơi cưng. Đẹp lắm luôn. Rồi 4, 5, 7, 60.000 luôn. Em đang lên 3D cho mấy chị nha. 4, 5, 7, sale 60.000. Size 10, size 13. Sale cho mấy chị 70 luôn. Đẹp lắm luôn. Ai lấy mã này lên chốt em mã xe hơi nha. 4, 5, 7, em sale 60. Size 10, size 13, sale 70. Đẹp lắm. Rồi chị nào lấy lên chốt 4, 5, 7, mã xe, sale 60. Chị Duyên Lâm kêu lên cái nón nó cho coi cô. Cái nón nón nào? Nón gấu mà màu kia, hai màu. À, còn lại đúng không? Duyên Lâm ơi, nón đây đẹp lắm luôn nè, nón bo cho bé nha, đẹp lắm luôn, lấy chốt đi, gấu xám. Rồi xe cho em 65.000 luôn, lấy chốt, gấu xám. Có hai cái à, còn hai cái à, nha, đẹp lắm. Cái đen với lại cái nâu. Cái đen với cái nâu sale em 65.000 luôn, lấy chốt nha cưng, Duyên Lâm. Rồi 57, 57, Million 60.000 luôn, 57, chị nào lấy lên chốt cho em nè. Size đại em còn một bộ size 12 nha, sale 70. Size đại còn một bộ size 12, sale 70, xuất sắc lắm luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em. Cặp khủng long ở trên nhiêu vậy, cặp khủng long coi dám cô. Rất là đẹp luôn.
Nhanh tay lên chốt em Million nha mấy chị ơi. 57 sale 60, size 12 sale 70. Đẹp lắm. 5712, 5712. Cầm nó vô inbox rồi kìa. Rồi, đợi xíu thôi. Rồi, đợi chị xíu em nha nha, Quỳnh Kiều, đợi xíu đi. Một cặp này để coi giá coi. Cái giá nó rớt lên vậy. Rồi, lấy gì làm cái nón đó luôn. Đẹp lắm luôn. Rồi, chốt về Duyên Lâm cái nón nào? Nâu hay đen? Xám ạ. Đẹp lắm luôn. 65.000 cho Duyên Lâm luôn. Rồi, coi cái cặp khủng long trả lời. Nâu nha cô, rồi ok con. 220. Rồi 65.000 cho Duyên Lâm cái nón đẹp quá. Rồi đây lên cái cặp này nè nha, giảm cho em luôn, giảm cho Quanh Kiều nha. Quanh Kiều đúng không? Quanh Kiều. Nào Quanh Kiều ơi, đẹp xịn sò luôn nha, hàng cao cấp nha cưng. Giảm 10.000 còn 201, đẹp lắm luôn, lấy chốt nha, lấy chốt nha Quanh Kiều. Trời ơi đẹp lắm luôn, hàng Quảng Châu nha cưng. Rồi lấy chốt cho chị luôn đi, đẹp lắm. Giảm cho em 10.000 trên like luôn. Siêu xịn, siêu xịn. Rồi lấy chốt 220 á, giảm cho em 10.000 còn 201 thì cái cặp nó đẹp lắm. Rồi lên tiếp cho cả nhà nè, cưng quá luôn. Rồi 60.000 luôn, em lên 3D robot nha, mã vàng. 4 6 7 8 12 13, sale 70, sale đại sale 70 nha. 4 6 7 8, sale 60 luôn. Rồi chế đầu lấy lên chốt cho em. Robot kèm size. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị đẹp ơi. 60 70, mã vàng cho em luôn. Ai lấy bộ này lên chốt em bộ vàng nha. Rồi Gon ơi, Gon có lấy thêm gì nữa không em ơi? Có lấy thêm gì nữa không? Có lấy thêm gì comment lên cho chị nha. Gon đó, Gon nãy mới vô chốt có một bộ à. Đúng rồi. Rồi 8 cho Hải Đăng luôn nè, Hải Đăng. 60.000 luôn mấy chị ơi, 60.000 luôn nè. Hãy đăng có luôn robot 8 60. Duyên Lâm có 7 nè Duyên Lâm ơi, còn bộ 7 nè Duyên Lâm. 60.000, size 12, size 13, sale 70. Trời ơi Huệ Quỳnh đâu rồi, mấy cái bộ này đẹp quá trời luôn mà không thấy chốt. Cái bộ này đẹp đẹp không. 4 6 7, robot sale 60 mấy chị. 4 6 7, nhanh tay lên chốt em đi, đẹp lắm luôn. Sale 60 cho mấy chị luôn nè. Rồi size 8 cho Hải Đăng luôn. Bộ này có size 6 của gì nào Gon nè, đúng không Gon á. Đẹp quá trời luôn. 4 6 7 8, 4 6 7 8 nha. Riêng vậy là có 2 bộ đúng không con? Đúng rồi con. Rồi 4 6 7 8 robot cho em luôn mấy chị ơi. Còn bộ size 8 nữa nè cả nhà ơi. Bộ đẹp quá trời luôn á, mấy chị không lấy uổng lắm luôn nha. 4 6 7 8 robot qua mẫu. Rồi 4 5 7 4 5 7, 10 12 13. Ai lấy mã này lên chốt em mấy chị ơi, mã trắng nha. 60 cho mấy chị luôn, đẹp quá. Trời ơi, đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi 4 5 7 60 10 12 13, size đại em sale cho mấy chị 70 luôn nha. Mấy chị đẹp tranh thủ lên chốt đi cả nhà. Cái mẫu này đẹp lắm. Cái mẫu này đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi qua mẫu nha. Lên thêm một mẫu này nữa nè. 4 5 6 7 9 10 13. 4 5 6 7 9 10 13, chị nào lấy lên chốt cho em đi. Mũ đỏ lưỡi mềm phía sau có 6 tuổi không chị? Quỳnh Kim có nha cưng. Đâu ơi mũ đỏ nào, mũ đỏ này có cưng, 6 tuổi có, đẹp lắm luôn. Nón sơn, nón sơn nha, nón này là nón sơn nha Kim. Nón sơn nha, nón này
105 ngàn lượng nha. Giảm danh like cho em 95 ngàn lấy chốt. Đẹp lắm nha nón sơn. Trời ơi cặp đẹp không lấy Quỳnh Kim. Quỳnh Kiều ôi hàng cao cấp mà. Giá quá mềm luôn, đi siêu thị mua rồi siêu thị vô mắc lắm luôn. Rồi chế nào lấy nha, em bán giá rất là mềm cho mấy chế luôn, dễ mua luôn. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 60, 70 nha, chị nào lấy mã này lên chốt cho em. Trời ơi, nón sơn mềm lắm cưng. Nón sơn nha, nón sơn mềm lắm luôn mấy chị nha, đẹp lắm luôn nha. Rất là đẹp luôn, nói là đẹp nón sơn mà. Đẹp lắm, nếu mà lấy thì ok chị nha. Lấy thì ok chị, nón này là quá đẹp rồi. Nón này 105 ngàn á. Nón đó 105 á, giảm em 10 ngàn còn 95. Đẹp lắm. Rồi chế nào lấy chú em mã nhện nha. Mấy chị đẹp ơi, mã nhện. Để chị coi coi còn màu nào nha Kim. Để chị coi coi còn màu nào. Như còn 3-4 màu. 3-4 màu quá đẹp lắm. Ôi đẹp quá à. Trời ơi còn tới nay 5 màu lận. 5 màu lận cưng ơi, đẹp quá trời luôn. 5 màu lận mấy chị đẹp ơi. Rồi lấy chốt màu nha. Xanh, xanh, xanh ngọc. Đen. Xanh ngọc đen. Xanh đậm. Xanh đậm. À cái này là gì ta? Gọi là màu gì ta? Gạch. Màu gạch nha, màu gạch, màu gạch, màu đỏ. Lấy chốt. Màu gạch, màu đỏ. Xanh đậm. Đen. Xanh ngọc. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Tới 5 màu lận lấy chốt. 5 màu lận Kim ơi, đẹp quá rồi Kim. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ pyjama nha. Pyjama đẹp lắm luôn. Bây giờ còn size nào em đọc size đó cho mấy chị nè. Đẹp lắm. Rồi cưng quá luôn nha. Rồi pyjama Superman. Superman bây giờ là em còn 4, 7, 4, 6, 7 pyjama. Ai lấy lên chốt cho em 4, 6, 7. Rồi 4, 6, 7 pyjama. Ai lấy lên chốt cho em nha mấy chị đẹp ơi. Bốn sáu bảy chị nào lấy lên chốt em nha. Pyjama Superman. Tí chút màu tao lên cho lên lên chưa nó. Tí là phải này là pyjama. Ôi đẹp lắm luôn. Rồi cái mã nhện pyjama nè, chị nào lấy lên chốt cho em luôn nha. Mã này em có size 27kg em ơi. Mã này em có size 27kg nha con. Đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em nè. Nhện nhện nhện. Cực kỳ đẹp luôn nha. Bộ này có size 6 của con nè. Lấy chốt nha. 75 ngàn. Có size 7 của gì nè. Có size 7 của gì quên người ta, Duyên Lâm. Rồi chế nào lấy lên chốt em đi mấy chị. Thôi em có 7 tuổi cưng ơi, nãy cầm em 6 tuổi à, giờ 7 tuổi không có. 7 tuổi không có, 7 tuổi không mới vừa nha Quỳnh Kim. Sao nãy nói 6 tuổi. Nãy nói 6 tuổi, giờ nói 7 tuổi. Không có nha em ơi, nó quá không có. Rồi qua mẫu với chị ơi.
comment vậy là mình hiểu rồi. Rồi qua mẫu mấy chị ơi, qua mẫu đẹp lắm luôn á. Em nào có size em mới bán nha mấy chị. Nãy mấy chị comment 6 tuổi giờ 7 tuổi cũng có. Rồi lên thêm một mã cuối cùng nữa nè mấy chị ơi, pyjama nha, pyjama ai lấy lên chốt em mã khủng long. Rồi có lấy thêm gì cưng, nãy em chốt mới có một bộ rồi nha, sao giao lấy thêm đi. Đẹp lắm luôn, nãy giờ có mấy cái mẫu này size 6 độc kêu em lấy quá trời luôn nha. À, cái này em có dám con gái cưng ơi nha, mấy cái mẫu này chị bán hàng trai à cưng, không có mẫu gái, đẹp lắm luôn. Rồi khủng long, ai lấy lên chốt em khủng long. Khủng long này em còn 4, 7, 8, 4, 7, 8, 4, 7. Đang lên trai mà chị nào lên gái. Chị nào lên gái, chị nói gái cưng, cái này hàng trai, không có hàng gái ha. Rồi qua mẫu không. Cái nào lên trai thì nói trai, cái nào lên gái nói gái. Hàng gái là cái gì là có cái mẫu này. Rồi qua mẫu biết chị đẹp không. Rồi rồi qua mẫu với chị đẹp ơi, qua mẫu nè. Rồi bây giờ em lên sát nắp nha, lên sát nắp cho mấy chế đẹp. Lên sát nắp cho mấy chị nè. Ai lấy áo lẻ, quần lẻ comment lên cho em nha. Chị nào lấy cái gì cứ comment lên cho em. Rồi giờ em lên sát nắp 3D nè, xe 60 luôn. Chị nào thích mẫu nào comment lên nha. Mấy chị nào mới vô sao nè, thích mẫu nào cứ comment lên. Đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em đọc size cho mấy chị nha. 4, 5, 7, 8. Sale 60 ngàn luôn. Chị nào lấy 3D lên chốt cho em nha. Bộ siêu anh hùng nè, bộ thần tho đẹp lắm luôn. Rồi 4, 5, 7, 8. Sale 60, ai lấy lên chốt nha mấy chị. Nhiều mẫu lắm, mấy chị thích mẫu nào cứ comment lên cho em đi. Chị nào vô sao nè, cứ comment lên đi, em sale trên like cho mấy chị. 4, 5, 7, 8, 60 ngàn luôn. Chị nào có size lên chốt, sale 60. Pyjama 75 chứ hả? Ừ. Thì cô ghi 65. Tôi ghi 65 hả? Ghi 75. 4, 5, 7, 8. Áo lẻ sau lưng cô cho con xem nha. Áo lẻ lấy nhiêu ký comment lên đi con ơi. Đẹp lắm luôn. Áo lẻ này nhiêu quên rồi, 95 hả? 90. Rồi áo lẻ 90, áo lẻ 90, chế nào lấy lên comment số ký lên nha. Áo LV đẹp lắm luôn á. Có hai màu à. Nha, áo polo này đẹp xuất sắc luôn, 90 ngàn. Ai lấy áo comment số ký lên cho em đi mấy chị đẹp. Rất là đẹp luôn. Rồi cô tông giấy hàng tay dài cô tông lên cũng đẹp lắm luôn mấy chị nha. Tay dài cô tông đẹp lắm luôn á. Lấy thì chị lên màu cho. Tay dài cô tông 89 ngàn. Mẫu đen sau lưng cô à, đẹp lắm luôn. Tay dài cô tông. Ai lấy tay dài cô tông comment đi, em lên màu cho mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. Có màu đen mới lên cho con rồi nè. Màu đen mới lên nè. 90 90. Đẹp lắm. Siêu đẹp luôn. Rồi con lấy comment lên số ký luôn đi con. Rồi mấy chế ơi, mấy chế lấy thêm gì comment lên cho em nha mấy chế đẹp. Ai lấy thêm gì cứ comment lên cho em. Đen đâu phải áo con, đen là đồ bộ mà đâu có áo. Kêu áo thì lên áo, cái đó là đồ bộ. Đâu màu đen đâu. Màu đen là đồ bộ cao cấp nha, chứ không phải là áo rồi con ơi. Đây con ơi nha. Rồi chế nào lấy đồ bộ lên chốt cho em nè.
Bộ này là siêu đỉnh luôn, bộ Louis đẹp lắm luôn nha. Quần là quần jean nha, quần jean kaki đẹp lắm luôn. Đây có hai túi hộp hai bên, 158, 168, đẹp lắm luôn. Chế nào lấy lên chốt bộ này đỉnh luôn á. Cái này đồ bộ với đâu phải áo nãy. Trăm năm tám, trăm sáu tám. Ai lấy comment số ký đi, size nhỏ 158. Cái comment số ký đi, tự nhiên con comment 27kg với 16kg. 16kg, 27kg còn không con? Nào con? Louis. Rồi để cô coi coi. Đẹp lắm luôn, mã đó là khỏi chân rồi. Khỏi chê là ba mua cho bé đi chơi, đi du lịch, đẹp lắm. 27kg còn. Để cô coi nha Lơ con. Con comment số tuổi luôn đi con, cho nó chắc ăn. Bộ cao cấp comment số tuổi lên cho em đi mấy chị. Con ơi 27kg nhiêu tuổi con? 16kg còn á. 16kg có nha. 16kg 158 hả? Đúng rồi. 16kg có, lấy chốt. 27kg là 168. 27kg có 168. 27kg để coi. Không, 27kg hết. Còn 25kg à. 7 tuổi hết rồi con. Thôi hết rồi, 7 tuổi hết. 7 tuổi mẫu đó hết rồi, còn 16 tuổi, ê còn 16 kg à. 7 tuổi lấy này đây. 7 tuổi lấy mẫu này đi, xe cho con luôn, 145.000 luôn. Này quần jean luôn nha. Mẫu này quần jean luôn, bộ đáp trắng đẹp lắm luôn. Lấy thì chốt 145.000 luôn, nó là quần jean luôn á, đẹp lắm luôn. 145 27 kg, nếu lấy thì ok con. Xe con 145 luôn, bộ đẹp. Ôi, hàng cô tông này nó mịn lắm luôn á. Trời ơi, đẹp lắm luôn mấy chị đẹp ơi. Rồi, cái bộ đáp này 145 nha, 27kg, 7 tuổi. Lấy chốt đi, đẹp lắm luôn còn bộ. Siêu đẹp luôn. Tôi cho bé mặc đi chơi, mấy cái bộ này đẹp lắm. Rồi 27kg còn bộ đáp này, bộ đáp nha, bộ đáp trắng 27kg, 16kg còn bộ sao đen Louis. Có màu đen không cô? Không. Ủa mua cho bé đi, mặc sang quá trời luôn. Lấy đi con, trời ơi 145.000 cho con luôn á. Rồi giờ qua mẫu mấy chị ơi, qua mẫu. Ủa đeo cặp là 65, 79 mà đúng không? Đeo cặp á. Cái gì? Đeo cặp là sao? Bộ đeo cặp đúng 65, 79. Rồi, 65, 79. Dán teo 65. Đi 75. Vậy con lấy bộ đen 16kg rồi ok con. Ok. Đẹp lắm luôn con ơi, trời ơi, suy nghĩ, đừng suy nghĩ. Nha, đừng có suy nghĩ, trời ơi nó đẹp lắm luôn. Rồi size 16kg bộ đen là sale cho 158.000. Vậy lấy luôn đi cô. Rồi lấy luôn bộ này luôn đi, 145.000 cho con luôn. Còn bộ à phải không? Ừ. Còn có bộ à, 145.000 luôn á. Rồi bộ đắt trắng luôn sale con 145. 158 với 145 đẹp lắm luôn, lấy đi hết rồi, không còn nữa đâu. Mấy cái bộ gấu đồ mấy bộ đó còn size lên lớn nhất là 20kg. Hết rồi mấy bộ. Không, ý là nó hỏi mày còn nhiêu ký cái còn tầm lum size hết á. À. Hết là hết của Gon thôi chứ còn của người khác, đúng không? Còn những cái size của người khác thì nào mày nói hết là hết luôn á. Rồi
Rồi qua mẫu mấy chị đẹp ơi, qua mẫu nha. Rồi chế nào lấy gì nữa comment lên cho em nha mấy chị đẹp. Ai lấy gì comment lên cho em nha. Rồi bây giờ em lên cái mã này cho mấy chị nè nha, đẹp lắm luôn. Rồi 456 3D, chị nào lấy lên chốt em là khung lệnh 3D là sale 60 luôn. 456 ai lấy lên chốt cho em nha, 60.000. Rồi bộ đẹp quá trời luôn. Gon ơi, bộ này đẹp quá trời nè Gon. 456 nè, 60.000 luôn. Ai lấy lên chốt với em đi, mã vàng như mã nhện nè. 456 60. Rồi 456 60. Mấy chị đẹp ơi, chị đẹp 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 nào lấy lên chốt nha. Đẹp lắm luôn. Bộ này có size 27kg của Gon nè, sale cho Gon 69.000 nè Gon ơi, bộ đẹp lắm. 10, 11, 12, 13, 69.000 luôn. Ai lấy lên chốt cho em đi. 10, 11, 12, 13, 69.000. Gon hốt bộ này đi, có size của bé luôn nè. Trời ơi cưng quá à. Rất là đẹp luôn. Rồi lấy con size 5 bộ nhợm nha, size 5 bộ nhợm. Phải này sợ rộng. Rồi size 5 hả? Rồi ok con luôn, size 5 nha. Size 5 cho con nè, à, đẹp lắm luôn. Rồi size 5, size con 60 luôn, bộ đẹp lắm. Bộ này có size 10 nè con, sale 69.000 nè, con có lấy cho bé không? Nè bộ này sale 69, bộ này là 90 á, 90-95 luôn. Đây bộ 3D này đẹp lắm luôn, có size 10, 27kg nè. 10, 11, 12, 13, tới 36kg luôn nè, em sale cho mấy chị 69.000 luôn, bộ đẹp lắm luôn, lấy chút 69.000. Bộ đẹp lắm luôn. Rồi 69.000, 10, 11, 12, 13. Đẹp lắm luôn. 69.000. Mấy bộ này đẹp quá trời, sao không lấy cho bé chị sale ra, cô đang sale rẻ nè. Ôi, bộ này cũng có size 10 luôn nè. Size 10 luôn nè cưng. Gai Gon. Đẹp quá trời. Rồi 69.000 luôn mấy chị. Ai có size cứ lên chốt cho em đi. 10, 12, 13, 14. 10, 12, 13, 14 hàng size đại á, mà sale có 69.000 à mấy chị ơi. Chị nào có size lên chốt cho em nha. 69.000, bộ này đang bán là 90.000 á. Bộ này đang bán là 90.000 mấy chị. Ai có size chốt? Lấy cho bé size lớn đi, 27kg nè. Bộ đẹp quá trời. Rồi em qua mẫu mấy chị. 10, 12, 13, 14. Rồi ai lấy gì nữa không mấy chị? Ai lấy thể thao, bóng rổ gì comment lên cho em nha. Thể thao, bóng rổ gì đó, cứ comment lên cho em. Rồi có ai lấy thêm gì comment lên em nha mấy chế đẹp ơi. Rồi muốn lấy size 5, bộ này còn bộ size 5 nè, Superman. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy chị, 75.000 á, mã này là 75 á. Rồi Superman, Superman 45. Size 4, size 5, chị nào có size lên chốt em mã này đi, sale cho mấy chị 60 luôn. 45, 45, 60.000. Con cái lấy bộ này luôn không? Rồi, bộ này đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi có ai lấy thêm gì nữa không? Comment lên cho em đi, em lên để em ốp luôn nè. Rồi thêm cho em bộ Superman size 5. Đẹp lắm.
Rồi xong lấy size cho bé lớn vậy, lấy cho bé nhỏ không? Lấy bé lớn kì vậy. Gon bên Bến Tre nè, 60 ngàn cho gon luôn, độ đẹp. Kì nha, không lấy cho bé lớn nha. Bé lớn chị có thể thao á, có lấy bé lớn không? Thể thao, thể thao với lại bóng rổ á, đẹp lắm. Với lại bộ đeo cặp á, có lấy không? Chị lên cho, đẹp lắm. Bộ đeo cặp nữa đẹp quá trời. Rồi cái bộ này đẹp lắm, là có năm nữa là lấy luôn đi. Khổng lồ nè, đẹp lắm luôn, khổng lồ có size 5 luôn nè, nè, nè Gon ơi. Rồi khổng lồ còn 4 năm, 60 ngàn luôn, 4 năm khổng lồ, bộ đẹp lắm luôn nè, có lấy luôn không Gon? Ôi, đẹp lắm. Rồi khổng lồ 4 năm nha, khổng lồ 4 năm, 4 năm. Cái bộ này mặc sướng lắm. Rồi khổng lồ, khổng lồ 4 năm, 4 năm. Đẹp quá à Gon ơi, vô hốt đi Gon ơi. Siêu đẹp luôn. Cái bộ này toàn đẹp đẹp không à. Người sắc 46, người sắc 46. Siêu đẹp luôn nha mấy chị đẹp ơi, bộ người sắc 46 nha. Mấy hàng 3D này nó đẹp lắm luôn mấy chị. Sale cho mấy chị 60. Siêu đẹp luôn. Rồi người sắc 46, 46. Con có lấy bộ dài cho bé không? Bộ dài size 5 nè, có lấy bộ dài cho bé không? Chị lên cho. Đẹp lắm. Rồi chế nào lấy thêm gì comment lên cho em đi, em off luôn mấy chị. Có ai lấy thêm gì nữa không? Có chế nào lấy thêm gì nữa không? Rồi 6, 7, 8 luôn. Bộ custom nè mấy chị, 6, 7, 8 luôn. Siêu nhân custom. Rồi chế nào lấy, sale 60 luôn. 6, 7, 8 nha. Chế nào có size lên chốt. 6, 7, 8 sale 60 luôn. Rồi chế nào lấy, chị nào có size lên chốt cho em đi nha. 6, 7, 8. Bộ đẹp lắm. Có ai lấy thêm gì comment lên em mấy chị. Có ai lấy thêm gì nữa không? Có ai lấy thêm gì mấy chị cứ comment lên cho em. Em xem trên like cho mấy chị luôn. Rồi size 12 nè mấy chị, còn bộ size 12 nè. Chị nào lấy lên chốt cho em đi, đẹp lắm luôn. Sát lắm, size 12. Có bộ nào 27kg không trời? Có 27kg lấy có tay đi, sát lắm hết rồi. Nha. Lấy con một bộ nữa thôi. 27kg lấy bộ này đi, sale 69.000 nè. Trời Gon ơi, để lên cho Gon, 69.000 cho Gon luôn.
Nè lấy có tay đi, sale cho em 69.000 luôn, còn 2 bộ đẹp lắm. Size 10 đi nha. Size 10. Cái này lẻ lẻ mới có giá này á, bình thường không có giá này đâu. Size 10 để coi còn bộ nào. Nè còn 2 bộ này nè, lấy đi. Lấy đi, không bao giờ có 69.000 đâu. Nha, cái bộ 3D đẹp lắm luôn á. Size 10, 69.000 lấy chốt nha, đẹp lắm luôn. Bộ siêu nhân nhện nè. Hàng này là 90 đó con ơi, bộ này là 90 á. Nè bộ nhện size 10, 69.000. Hay là em muốn lấy cái nào, em muốn lấy mẫu nào mới được? Muốn lấy bộ đeo cặp không? Bộ đeo cặp là 79.000 sale á, giá sale 79.000. Hay muốn lấy cổ tông? Hay là em muốn lấy gì? Lấy thêm bộ nữa mà lấy gì mới được? Sao cô Tâm có xem mùi? Hình như còn 1-2 bộ. Hỏi thử là... Bây giờ con muốn lấy gì để chị lên luôn cho, đẹp lắm luôn. Muốn lấy size 10, bộ nào? Còn bộ này là sale 69.000 nha. Tự vì nó còn lẻ, sale 69.000, đẹp lắm luôn á. Tại nhà nhiều loại này rồi, lấy cô Tâm đi. Lấy cô Tông đi nha, cô Tông sale cho em size 10. Đẹp lắm. Bộ đeo cặp mới ra đó có lấy không? Sale 79.000. Bộ đeo cặp đẹp lắm. Để lên mẫu này cô Tông cho sale em 65.000. Lại xíu đi để chị lấy cái bộ cô Tông cho. Ôi đẹp đẹp không mà. Bộ. Đây. Cô Tông nha, còn có bộ à. Size 10. Size 10 sale 60.000 luôn á, lấy chốt. Đây là hàng cô Tông nha. Size nhỏ là đã 70 rồi đó, size 10 xem em 60 luôn, còn có bộ đẹp lắm. Lấy gì chốt. Còn có bộ à. Đây là cô Tông hiệu nha cưng, cái này là hàng cô Tông hiệu nha. Đẹp lắm luôn, còn bộ size 10 nè. Chà, muốn kiếm thêm bộ. Kiếm bộ nữa cũng có nữa, xem 60 luôn á, chưa bằng bộ size nhỏ đó. Rồi cô Tâm 60.000. Đẹp lắm luôn, lấy chốt. Còn lấy thể thao không? Có lấy thể thao bóng rổ không? Lấy thể thao bóng rổ thì cô chị lên cho. Đẹp lắm luôn. Xe cho em 60 luôn á, chưa bằng bộ xe nhỏ nữa đó. Còn có một bộ à, hàng đó là hàng cô Tâm hiệu. 60.000 luôn cho gon luôn nè. Đi nào, còn lẻ lẻ thì sale rẻ cho. Rồi chốt cho gòn rồi đó. Bây giờ ai lấy quần lẻ lên chốt em nha. Quần lẻ sale 50 nè mấy chị nha. Quần lẻ em sale 50 cho mấy chị luôn. Hàng này là hàng khung cô Tông da cá, sale 50, đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy quần lẻ lên chốt cho em nha mấy chị. Đẹp lắm luôn, 5 màu. Đẹp quá trời luôn, sale 50.000 cho mấy chị luôn. Cô Tông da cá phối với áo lẻ cho bé mặc đi chơi, đi học đều được hết luôn. Đẹp lắm. Rồi 50.000, chế nào lấy lên chốt cho em 50.000. Rất là đẹp luôn nha. 50.000 quần cô Tông, ấy quần cô Tông da cá. 50.000 ai lấy lên chốt. Rồi lên sơ áo khoác cho mấy chị luôn nè, áo khoác này 120 không? Đúng
Rồi áo khoác 120 luôn nha mấy chị. Áo khoác cho bé nha. Tầm 17kg lớn nhất rồi. Rất là đẹp luôn. Rồi chế đầu lấy lên chốt nha. Hiện giờ em còn 10-17kg lớn nhất mấy chị. 17kg lớn nhất cho em luôn nha. Lê Hiền lấy được đó. Ừ, Lê Hiền chắc ra. Lê Hiền vô mua quá trời ra. Rồi 17kg lớn nhất nha mấy chế đẹp ơi. 120 luôn. Xịn sò luôn. Cả nhà ơi, ai lấy áo khoác lên chốt cho em nè. Đẹp lắm. Áo này có từ 8kg đúng không? 8kg đến 17kg, giá 120 cho mấy chế đẹp luôn. Chị nào lấy lên chốt màu cho em luôn. Siêu đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Đỏ nè, vàng, xanh. Đỏ, vàng, xanh. Ủa, ba màu hả ta? Ba màu. Nhanh tay lên nha cả nhà ơi. Đỏ, vàng, xanh, 120 luôn. Cưng lắm. Ai lấy lên hốt nha mấy chị đẹp. Trời ơi, Quanh Kiều hỏi cái ba lô. Ai lấy ba lô cho bé học mẫu giáo comment lên cho em đi. Chị nào lấy ba lô mẫu giáo comment lên cho em nha cả nhà. Trời ơi, đẹp quá trời. Rồi size 12 sale 70. Chị nào lấy lên chốt cho em nè. Nha, cái này size 12 70.000. Tầm 30-32kg mấy chị. 30-32kg. Sale 70 luôn. Ai lấy lên chốt cho em bộ này đi cả nhà. Bột cam. Bột cam nha. Size đại. Rồi ai lấy gì nữa không mấy chị? Em ốp nha mấy chị. Ai lấy thêm gì nữa không? Rồi bây giờ chị nào rồi vô sao muốn lấy thêm mẫu nào nè, hay là muốn mua nãy giờ mấy chị muốn lấy thêm gì comment lên đi, em lên là em ốp luôn nha mấy chế. Có chế nào muốn mua thêm gì comment lên cho em đi mấy chị, có mua thêm gì không? Giờ đẹp ốp rồi mấy chị đẹp ơi. Hẹn mấy chị ngày mai 11:30 nha. Giờ đẹp ốp rồi mấy chị. Không có lấy thêm gì em ốp.